chương 126 Long Chủ, Hồ Gia đang truy tìm sẽ của ngài. Xem ra Hồ Gia cũng sẽ có lúc lụi bại. Về đến căn cứ phía Tây, Hoàng Đàn, Lão Lý, Thanh Ngũ đã chờ sẵn, nhiều ngày qua Hồ Cửu ở núi Hàng, bọn họ chỉ biết là Long Chủ đi tịnh tu. Cho rằng hôm nay về chắc chắn có việc, cho nên đều ở đây đợi lệnh. Lão Lý, ông đã chuẩn bị xong, hết tuần này chúng ta sẽ đi phương Bắc một chuyến. Hồ Cửu nhìn Lão Lý tinh thần khá tốt vâng thưa long chủ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể theo ngài lên đường lão lý cúi đầu nói vô cùng kính trọng lòng ông đã quyết sau này có lên dựa vào người này quả thật thời gian qua ông có tư tâm nhưng sau khi làm việc cho long chủ ông cảm nhận được thế lực thực sự rất phức tạp không chỉ gói gọn trong đông uy này ông ta cũng không dám nghĩ thêm tôi muốn trong một tuần các thế lực ngầm trong thành phố ra này phải hoàn toàn do chúng ta nắm giữ được chứ hồ cửu lạnh nhạt nói với mọi người vâng được cả bốn người đều đồng thanh audio điện tử võ tấn bền sắp tới hoàng đàn ở lại thành phố ra cùng thanh ngũ trần giữ yên ổn ở đây giao cho cả hai người hồ cử phân công mọi việc hiếu thủ lão lý túc chỉ theo tôi về phương bắc nhân lực ở đó hỗn loạn thế lực rắc rối cũng nên dẹp yên rồi anh chỉ nhẹ nhàng nói như không có gì chỉ là anh có một dự định lớn hơn sau khi dẹp yên đám sâu mọt kia anh còn một nơi cần phải đi Long chủ, hồ gia đang truy tìm sẽ của ngài. Túc trì từ bên chạy vào ngoài thông báo. Vốn dĩ anh ta muốn đến đây sớm, nhưng trên đường vì xe giống với hữu thủ đã gặp rắc rối một phen, một đám người vây lấy. May là họ thấy biển số của anh khác, mới nhận nhập, xin lỗi rồi cho đi. Túc trì cũng không nhỏ nhen như vậy, nên cũng thôi. Ai ngờ khi đi họ lại đọc ra biển số xe, Túc trì biết được bọn người kia là đang tìm hồ cửu. Ồ, tìm rồi sao? Có kịch hay để xem rồi, âm thanh hồ cửu vô cùng âm trầm. Mọi người đều cảm thấy tên kia nên tự cầu nhiều phúc, mà Hữu Thủ càng là lo lắng cho kẻ bị nhắm tới. E rằng lần này quay về, hồ cửu giải quyết xong mọi việc cũng là lúc anh thay đổi. Chết tiệt, hồ Tiêu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Hắn nhìn cái chân bị quấn kín, bó bột cứng ngắt, cảm giác bản thân bị xúc phạm. Trước giờ làm gì có ai dám động vào hắn chứ? Cả cái tên vinh y thiếu dù được mọi người cho là xuất sắc khó tìm, thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Vậy mà tên khốn kia dám tông thẳng vào hắn, cục tức này hắn nuốt không trôi. Tìm cho ra cho tao, đập nát hai chân nó cho tao. Nhanh, Hồ Tiêu đập hết đồ ở gần. Đám vệ sĩ chỉ biết đứng đó chịu trận, không dám nói gì hơn. "Hồ Tiêu, cháu hồ nháo đủ chưa?" Một giọng uy nghiêm vang lên. Hồ Lâm cũng đã tới nhìn đám người kia chịu trận ông cũng không tỏ ra máy may thương xót, thứ ông quan tâm vẫn chỉ có sức khỏe của hồ tiêu mà thôi. Chú, chú xem đi, hồ tiêu nhìn thấy hồ lâm thì có chút trột dạ. Cháu đang đi thì một chiếc xe đâm vào xe cháu, thì cháu cũng chỉ muốn nói phải quay với người ta. Vậy mà họ lại cứ thế tông thẳng vào cháu, hồ tiêu ôm chiếc chân đang bó bột, khóc lóc một hồi. Hồ lâm nhíu mày không mấy tin tưởng, ông còn lạ gì nhân phẩm của đứa cháu này nó không gây chuyện với người khác ông đã tạ ơn trời, còn có chuyện người khác làm gì nó sao? chương 127, ông tìm tôi. Nhìn vẻ mặt Hồ Lâm vẫn còn nghi hoặc, Hồ Tiêu biết người chú này dù có không tin mình nhưng vẫn luôn vì Hồ ra mà làm. Hắn chắc chắn Hồ Lâm sẽ vì hắn mà làm chủ. Chú à, cháu nói thật, chú xem chú còn không rõ tính tình của cháu, nếu là cháu thì cháu đánh hắn rồi, đây rõ ràng là người ta làm cháu bị thương hồ tiêu nói xong không quên dơ lên cái chân bó bột cháu lần sau không có chuyện cứ ở yên một chỗ cho ta hồ lâm thở dài cũng không thể trách được hồ tiêu là đại thiếu gia của hồ gia hắn ngông cuồng cũng có lý chỉ là người kia cứ thế đâm xe vào cũng không được dù sao nếu hồ tiêu không tránh kịp thì có thể là mạng người hồ lâm nhíu mày cha chưa hồ lâm hướng các vệ sĩ hỏi dạ đã cha ra rồi ạ à chỉ là mấy hôm nay vẫn chưa tìm ra chiếc xe đó. Một tên vệ sĩ cao to đứng lên nói. Có tra được xe của ai không? Hồ Lâm hỏi. Chúng tôi, chưa, vệ sĩ ấp úng nói. Đám vệ sĩ cũng chỉ biết im lặng, dù sao chiếc xe kia khá độc đáo, bọn họ còn suýt nhận nhầm xe. Cũng may không phải, mà chủ nhân cũng dễ nói chuyện. Nhưng còn chiếc xe đâm gãy chân cậu chủ bọn họ vẫn chưa tìm ra được lúc này hồ lâm còn đang muốn nổi giận thì bên ngoài đã chạy vào một tên vệ sĩ hớt hải nói cậu chủ tìm ra tìm ra rồi hắn vừa thở vừa nói không thành câu nói rõ tìm ra cái gì hồ lâm nhiệm mặt nói ông chủ chiếc xe kia xuất hiện rồi hai tên kia đều là nam đúng là hai tên hôm trước đâm gãy chân cậu chủ còn có họ đang ở khu biệt thự thăng long tôi vừa thấy xe họ ở đó thăng long hồ lâm nhíu mày kia có phải quá trùng hợp, dạo gần đây hắn thấy nhiều chuyện quá mức thuận lợi, bản thân ông ta cũng có cảm giác mơ hồ. Dạo gần đây Vinh ra cùng Trần ra cũng nhúng tay rồi. Bên kia họ dường như được gặp chiến thần rồi. Hồ Lâm bất giác thở dài. Ông đến đây sớm hơn họ, cha tới cha lui đều không thể cha được gì, nhưng bây giờ thì sao? Vinh Thiếu cùng vị Trần Tiểu Thư kia cứ thế mà tìm được nhân vật lớn kia, còn là trước ông A một bước. Nói ông ta không tức sao được chứ, Chú, trả thù cho cháu, chuyện chiến thần gì kia cháu sẽ giúp chú." Hồ Tiêu nôn nóng nói. "Hừ, cháu không làm gì đã giúp ta rồi." Hồ Lâm nói xong đứng dậy. "Đi theo tôi." Ông quay về mấy hướng những người vệ sĩ đang đứng và nói. Vài tên vệ sĩ theo lệnh đi theo sau Hồ Lâm, nhìn qua cũng hiểu, bọn họ là muốn đi tìm công đạo cho Hồ Tiêu. Hồ Tiêu gọi một tên vệ sĩ lại gần, dặn dò một chút, tên vệ sĩ kia nhanh chóng gật đầu chạy theo Hồ Lâm hồ tiêu nở nụ cười gian ác hừ tao muốn chúng mày trả giá gấp bội hắn nghiến răng nói quả thực hồ lâm kéo người tìm tới khu biệt thự thăng long nhìn chiếc xe kia hồ lâm có cảm giác quen thuộc chiếc xe đó hình như đã thấy hồ cửu đi một lần trợ lý bác nhíu mày nói chiếc xe này quá đặc biệt không phải vì nó đẹp hay đắt đỏ chỉ là nó quá bụi bặm nhìn không đẹp cũng có vẻ rẻ tiền hồ cửu nó biết hồ tiêu sao hồ lâm hoài nghi không thể, anh ta chưa từng gặp hồ thiếu gia, họ không thể biết nhau. Trợ lý bác khẳng định. Hồ Lâm hơi suy nghĩ, chẳng lẽ đây gọi là oan ra sao? Đi vào thôi, Hồ Lâm lạnh nhạt. Ông tìm tôi, Hồ Cửu đã đứng chờ sẵn. mươi 128 tôi cũng muốn xem, các người có bao nhiêu thực lực. Ồ, chừng mực, Hồ Cửu nhếch miệng cười. Trợ lý bác có hơi khó chịu với thái độ của Hồ Cửu, Suy cho cùng Hồ Cửu dù cho có máu mủ với Hồ Gia đi nữa nhưng Hồ Cửu suy cho cùng chỉ là một kẻ bình thường. Vậy mà anh dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với người Hồ Gia, trong mắt trợ lý bác, Hồ Cửu chính là không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng Hồ Gia gần đây không có khởi sắc nhưng cũng đủ sức làm cho cậu thảm hơn con chó hoang đấy. Trợ lý bác cũng không khách khí. Hồ Lâm cũng không nói gì, chỉ âm thầm đồng ý để trợ lý bác ra sức xỉ và Hồ Cửu, lúc trước ông còn niệm chút tình cũ bây giờ thì khác ông không cần phải bận tâm một đứa cháu không nhận hồ ra tôi cũng muốn xem các người có bao nhiêu thực lực hồ cửu nói xong cũng không có ý định nhường bước cho bọn họ lần này anh muốn tìm lục thạc cũng không muốn ai gây phiền phức cho cô cùng anh nữa ông hồ trợ lý bác cúi đầu chờ quyết định của hồ lâm là cậu đâm vào hồ tiêu là cậu cố ý hồ lâm vẫn đỉnh đặc hỏi ông ta vốn không để hồ cửu vào mắt dù cho hồ tiêu có lỗi thì đứng giữa hồ cửu cùng hồ tiêu, ông ta vẫn mặc định hồ cửu không xứng. À, cái tên nhiều lời đó là cháu ông sao, xem như hắn còn chút may mắn, hồ cửu không chút yếu thế đáp trả. Thiếu thủ đã vô cùng ngứa mắt trước thái độ của đám người hồ gia, hơn nữa anh ta cũng cảm thấy dường như những kẻ sống ở phương Bắc luôn tự cho mình thượng đẳng hơn người. Ngông cuồng là tốt, nhưng tuổi trẻ cũng nên biết kiềm chế, quá mức phô trương sẽ rước họa. Hồ Lâm lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc bén của ông ta như đang muốn tuyên một bản án cho Hồ Cửu. Xem như có chút quen biết, nhẹ tay đừng để chết. Hồ Lâm đi chậm rãi, vừa đi vừa nói với trợ lý bác. Cũng là nói cho đám vệ sĩ nghe thấy, đây xem như là ngầm đồng ý cho họ. Trợ lý bác rút ra một điếu thuốc, châm lửa, khí thế mười phần tiêu sái, sau đó hắn ta nhìn Hồ Cửu cười khẩy một cái. Còn tỏ ra là có ý tốt nhắc nhở, "Cậu Hồ, tôi đã nói rồi, đôi khi đừng nên cứng quá." chó thì mãi là chó, mà đã là chó nên khôn một chút. Thôi, tôi cho cậu một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi, tôi niệm tình sẽ nhẹ tay một chút. A, à, nếu có thể bỏ qua hàng tôi, ừm tôi nghĩ rằng có thể nói giúp với ông hồ, cậu cũng sẽ không bị thê thảm như chó. Nói xong trợ lý bác nở nụ cười gian tà. Hữu thủ đứng bên cạnh đã sớm không chịu nổi, còn chưa để hắn ta cười xong, hữu thủ nhanh chóng một quyền di chuyển đấm thẳng vào mặt trợ lý bác vì quá bất ngờ trợ lý bác choáng váng, may mắn là có vệ sĩ đứng sau nhanh tay đỡ hắn ta, nếu không hắn ta đã ngã nhào, mất cả hình tượng. mươi 129 hắn có cảm giác bản thân xong đời rồi. Chỉ là, mũi của hắn ta xem như bị gãy thảm, máu chảy tới mức đáng sợ, mà trợ lý bác lúc này vô cùng tức giận, hắn ta cảm nhận cơn đau này, vô cùng thống khổ. Đánh, tên này đánh chết cho tôi, trợ lý bác tức giận ra lệnh. Nhưng đám vệ sĩ vừa xông lên, hữu thủ chỉ vài đòn nhanh nhẹn, tay đấm, chân đá, một đòn lại một đòn, từng tên vệ sĩ còn chưa tiến lại gần hồ cửu đã ngã quỵ trước hữu thủ. Chính vì bọn họ coi thường hồ cửu, nên không mang theo nhiều vệ sĩ, bọn họ tự tin với thực lực người của hồ gia, dù là không tinh anh xuất sắc thì cũng là những kẻ có tiếng tăm. Ai mà ngờ bọn họ lại không chịu nổi một đòn chứ? Lúc này hồ cửu cười lớn. Ha ha ha. Anh cười xong thì nhìn trợ lý bác xem kìa một kẻ cao quý như các vị lại bị một con chó hoang như tôi cắn sao hồ cửu mở lời mỉa mai thật ra không sao tâm mắt hạn hẹp như các người biết phân biệt là sói hay chó chứ nói ngu ngốc quả không sai anh nói xong còn cố ý nhấn mạnh nhìn về phía xe hồ lâm đang ngồi hồ lâm thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc ông cũng không tin vào mắt mình làm sao đám vệ sĩ trăm tuyển ngàn chọn lại nhanh chóng ngã gục chứ mày làm gì vậy hả muốn chết ông ta dù sao cũng đã quen với việc mình làm việc hơn người lần đầu bị một tên nhãi con đẻ đầu sao lại không tức giận cho được ông hồ để tôi trợ lý bác nói xong thì nhanh chóng di chuyển hắn ta dù sao cũng biết chúng công phu nếu như so ra thì có thể nói là hiếm có đối thủ chỉ là hôm nay hắn xui xẻo gặp phải đối thủ mạnh rắc rầm tiếng xương gãy vang lên đám vệ sĩ cùng hồ lâm hoảng hốt Đám vệ sĩ kia cùng lắm bị đánh nặng tay một chút, hơi choáng váng, nhưng không ai bị thương nặng. Hữu thủ tấn công chuẩn xác, không có chút sai sót. Nhưng với tên trợ lý bác này, hữu thủ là cố ý, anh ta muốn phế đi cái tên dám sỉ nhục long chủ. Xem nào, thật đáng thương, hồ cửu nói một câu. Trợ lý bác vừa di chuyển đã bị hữu thủ nhanh chóng dùng hết lực đá vào chân trái, vì lực đạo quá mạnh nên chân trợ lý bác xem như gãy vụng, hắn ta chịu một kích này cũng xem là đem bao nhiêu công phu phế bỏ á à, hắn ta đau đớn hét lên ánh mắt thù hận nhìn về phía hữu thủ lại nhìn thấy ánh mắt như atula của hồ cửu thì hơi dùng mình hắn có cảm giác bản thân xong đời rồi hư phản rồi mày lại dám ra tay với hồ gia hồ lâm chĩa tay về phía hồ cửu mà mắng từ trước tới giờ ông chưa từng chịu qua cảnh mất mặt như thế này ông già hở ra là hồ gia hồ gia thì sao chứ Hồ ra là cái thá gì, tôi khinh, ông còn sỉ nhục anh hồ cửu tôi không khách khí với ông đâu." Hiếu thủ tức giận lên tiếng, "Chương 130 bao nhiêu kẻ thực sự có năng lực chứ?" Hiếu thủ, đừng vội, hồ cửu ban đầu cũng là niệm một chút tình nghĩa ở người mẹ đã mất kia, nên mới không với tính tới hồ gia. Xem ra bọn họ đã không nể tình, anh cần gì suy nghĩ cho họ. Cũng tốt, một lần giải quyết, anh từng nghĩ sau này chỉ cần họ không động vào anh tuyệt đối anh không động vào họ chỉ là lần này hồ gia kia cảm thấy bản thân quá cao quý rồi có thể trà đạp thì trà đạp có thể lộng hành thì lộng hành từ khi nào người xuất thân từ đại gia tộc thì cho mình cái đặc quyền được phép đứng trên đầu người khác mà chỉ bảo hồ cửu tuy thân là chiến thần thân phận vô cùng cao quý quyền lực trong tay cũng hơn gấp vạn lần đám người đại gia tộc nay lại thêm thân phận long chủ thế lực ngầm áp đảo một phương lại càng làm cho thân phận của anh tôn quý vô cùng nhưng vì lăn lộn nhiều năm anh biết được mạng sống quý giá thế nào cũng biết được dù thế nào là trân trọng kẻ đáng chết kẻ đáng sống anh cũng nhìn rõ trong mắt mà bọn người đại gia tộc từng người một cử thế lại ức hiếp áp bức những người yếu thế tôi muốn xem một mình ông không vệ sĩ không tên trợ lý ngu ngốc kia ông làm gì được tôi hồ cửu nhìn thẳng mắt hồ lâm nói hồ lâm tức giận đến chấn động ông ta nhìn xung quanh quả thực vệ sĩ cũng không còn đủ sức chống trả mà trợ lý bác dường như bị gãy tay nằm đau đớn. Mày, mày, muốn gì? Hồ Lâm tuy trong lòng lo sợ nhưng vẫn giả vờ chấn định. Muốn, thứ tôi muốn nhiều lắm, ông cho được sao? Hồ Cửu mỉa mai cười. Anh biết rõ bọn người này từ lâu sống trong nhung lụa đã quen, cũng chỉ là có tí quyền chức, có tí tiền của, thuê vệ sĩ, thuê người làm, sau đó lại vênh mặt đi ức hiếp người. Bao nhiêu kẻ thực sự có năng lực chứ? Hừ, mày chỉ là một đứa con hoang, một đứa cháu có lại lịch đáng xấu hổ. mày nghĩ mày đụng tới tao thì sẽ yên sao? hồ lâm đứng thẳng người, bao nhiêu khí chất uy hiếp người đều trổ ra. ông ta không tin hồ cửu dám động vào ông ta. tôi sẽ không động vào ông, nhưng anh ta thì có. hồ cửu nhìn qua hiễu thủ, anh cười nhếch mép vào thẳng căn biệt thự nhật hạ. mà bên ngoài hiễu thủ bận rộn xử lý đám người kia. hồ cửu đứng trước cửa biệt thự, cảm giác vẫn có chút lúng túng. Nhưng anh biết có những chuyện cần phải đối mặt. Anh còn chưa kịp mở cửa thì Lục Thạc đã mở cửa. "Anh, sao không vào?" Lục Thạc bất ngờ hỏi. "Anh cũng đang định, chỉ là em mở cửa trước." Hồ Cửu gái gái đầu nói. Lục Thạc cũng có chút bối rối, cô muốn cùng anh cắt đứt mọi quan hệ, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy khó tả. "Vào nhà đi." Lục Thạc dịu giọng nói. Dù sao Hồ Cửu cũng đi nhiều ngày rồi cô biết có lẽ chuyện cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này đã làm anh đả kích. Nhưng cô cũng không thể ép mình hơn được nữa, dù sao thì anh cũng không thể đem lại cảm giác an toàn ấm áp cho cô. Mà cái gọi là tình cảm đã bay biến qua nhiều năm rồi, giờ còn lại có lẽ là gượng gạo cùng nhau. Cha, hồ cửu lên tiếng chào lục chỉ. Nhìn chàng trai trước mặt lục chỉ cũng có chút tiếc nuối, thật ra nhiều năm trước lục thạc lấy anh cũng xem như là trèo cao. Anh khi đó phong quang vô hạn, nhiều năm qua ông biết anh khổ sở cũng biết anh làm mọi thứ vì ông cùng con gái nhưng một người cha ông không thể không ích kỷ ít nhất là vì con gái mình vì hạnh phúc cả đời của lục thạc chuyện hai đứa cha đã biết lục chỉ thẳng người lên tiếng hồ cửu hơi khựng lại nhưng cũng ngồi phía đối diện mọi thứ của con ta cùng lục thạc sẽ để lại cho con chúng ta rất biết ơn con trong thời gian qua lục chỉ tiếp tục nói ông biết nếu để lục thạc nói ra sợ rằng sẽ là những câu đau lòng ông cũng là một người đàn ông ông hiểu rõ nếu là người con gái mình thương yêu nói ra lời lạnh nhạt sợ rằng không chỉ là đau lòng không thôi dầm đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động lớn hồ cửu hơi nhíu mày cha chờ con một chút anh nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi lục chỉ có cảm giác mất mát ông cảm thấy có lẽ nếu bỏ lỡ hồ cửu sẽ là mất mát to lớn của ông cùng con gái lục thạc con có chắc muốn ly hôn hồ cứu cũng xem như là người tốt lục chỉ lúc này muốn hỏi rõ con gái mình cha con biết anh ấy tốt chỉ là con đã không còn yêu anh ấy nữa có lẽ lúc đó đã không yêu lục thạc nhìn theo hướng ánh mắt của cha trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm gì đó không hay tùy con vậy lục chỉ cũng không nói nữa Ông biết đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Dù sao ông cũng không thể ở với con gái cả đời, cũng không thể yên tâm giao cho kẻ lông bông. Bên ngoài, Hồ Cửu nhìn thấy Hồ Lâm đang chĩa súng vào người hữu thủ. Dùng súng, ông được quyền sao? Hữu thủ cắn răng nói. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 131, mình sai rồi sao? Hồ Lâm ngẩn người, nhìn phía hữu thủ và Hồ Cửu phải biết rằng dù là người của đại gia tộc, nếu bất kỳ ai muốn sở hữu vũ khí đều phải qua phê duyệt nhiều bước quy định. Trên thực tế, dù là ai thì cũng rất khó sở hữu súng. Hồ Lâm nhờ quan hệ lách luật mà có thể có được một khẩu súng, người kia cũng dặn dò ông phải cẩn thận. Vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến, chỉ dùng khi bảo vệ tính mạng, lúc đó người kia mới có thể giúp ông được. Mà lúc này, tùy tính mạng ông vẫn chưa bị sao, nhưng ông ta lo lắng hữu thủ sẽ làm gì mình nên đã dùng súng. Dù sao cũng đã có người chống lưng, tốt chút tiền cũng không sao, huấn hồ trong mắt ông ta hồ cửu cùng hữu thủ chỉ là kẻ có chút thực lực làm ăn phi pháp. Hoặc là đang đầu quân cho tên đầu gấu nào đó mà thôi, nhìn tác phong của bọn họ không hề đứng đắn. Hừ, mày, vậy mà cũng có súng. Hồ Lâm ngỡ ngàng. Ông chẳng phải thích chơi nó sao? Tôi cho ông chơi đủ. Hồ Cửu cũng không nói nhiều. Đoàn, đoàng đoàng ba phát liên tiếp nhưng là anh cố ý bắn dưới chân ông ta cùng trợ lý bác anh không có ý định bắn vào người họ dù anh hận họ nhưng cũng sẽ không dùng cách tiêu cực này ít nhất bọn họ phải nếm trải qua mùi vị thống khổ đúng là đồ ngu ngốc mày nghĩ người như mày có thể dùng súng sao mày đủ tư cách hồ lâm hống hách lên tiếng súng đối với những kẻ đi đêm đã khó nay còn trong tay đám người hồ cửu ông ta không lo lắng vì bọn người thế giới ngầm hay giang hồ có súng cũng là bình thường nhưng chỉ là dừng ở mức thanh trùng nhau trong khi đó hồ lâm là người đại gia tộc chỉ cần ông có chuyện thì hồ cửu cũng không sống được đủ hay không cũng không tới lượt ông nói hồ cửu nhìn hồ lâm ánh mắt chán ghét hiện lên vẻ khinh thường hồ lâm vẫn đứng vững ông ta không phải không sợ ba tiếng súng kia mà ông ta biết hồ cửu đang hù dọa Đoàn! á à, mày hồ lâm đau đớn ôm cánh tay hồ cửu nhắm chuẩn bắn vào bả vai trái của ông ta, máu cứ thế tuôn ra, đau đớn muốn chết. Ừm, vẫn chuẩn, hữu thủ tấm tắc. Cậu xem đi, sau này cần mang theo súng rồi. Hồ cửu nhìn hữu thu nhắc nhở. Vâng, súng từ miệng họ cứ như đồ chơi, hoặc đồ trang trí, nói có là có, nói mang theo là mang theo. Hồ lâm đau đến hoa mắt, nhìn hai người hồ cửu. Mày, hai, đau thế thì nên đi viện, sao nhiều lời vậy nhỉ? hữu thủ hất mặt nói. Chúng mày đợi đấy, tao sẽ gọi người đến. Quá ngông cuồng, hồ lâm gọi cho ai đó. Hữu thủ định bước lên hành động, nhưng bị hồ cửu ngắn lại. Tôi cũng muốn biết ai là người đã tiếp tay cho họ dùng súng thế kia. Thảo nào bọn người đại gia tộc lại có thể không sợ ai như vậy. Anh nói xong còn nhìn phía hồ cửu. Tôi khuyên ông nên đi bệnh viện gấp, chờ ông gọi xong cuộc gọi này có lẽ ông mất máu vì chết rồi, lại không nhìn thấy tôi quỳ xuống cầu xin ông hồ cửu cũng nhìn hồ lâm nói nói xong anh quay người vào lại biệt thự mặc kệ mọi thứ bên ngoài Hữu thủ nhìn bóng dáng của hồ cửu lại thở dài không thôi bộ dạng kia của hồ cửu nếu đặt ở bạch thố thì tốt biết mấy anh ta cảm thán một chút sau đó hiếu thủ quay sang nhìn hồ lâm anh ta biết rõ long chủ sẽ không dễ dàng tha cho họ xem như hôm nay ông may mắn hiếu thủ nói xong thì lên xe đi thẳng hồ lâm cùng trợ lý bác cũng được một nhóm người đưa vào bệnh viện trong biệt thự hồ cửu lại quay về ghế ngồi với lục thạc anh có súng lục thạc nghi ngờ hỏi ừ hồ cửu nhìn cô đáp vừa rồi là người hồ ra lục thạc nhìn thấy mọi thứ chỉ là quá hoảng sợ cô cũng không thể ra mặt mà điều chính yếu là cả hai bên đều có súng anh có biết súng là vũ khí hạn chế lục thạc căng thẳng hỏi anh biết hồ cửu cũng thành thật đáp chỉ là anh được phép dùng anh nói tiếp lục thạc im lặng tuy cả hai ngồi đối diện nhưng dường như đây là khoảng cách rất xa chiếc bàn chưa tới một mét lại làm cho họ xa nhau đến vậy việc ly hôn lục thạc cuối cùng cũng lên tiếng anh đồng ý chỉ cần em thoải mái nhà xe hay bất kỳ thứ gì ở đây đều là của em nhiều năm như vậy em chịu khổ rồi em xứng đáng có nó hồ cửu dứt khoát nói anh cũng nghĩ thông suốt rồi, có thể tạm xa nhau một chút cũng tốt. Anh cũng muốn Lục Thạc có cuộc sống hạnh phúc. Này, Lục Thạc trong lòng hơi mất mát, có chút áy náy. Xem như là điều kiện ly hôn đi, thủ tục thế nào em cứ hoàn tất, anh sẽ theo, nếu em không đồng ý, anh sẽ không ký tên. Hồ Cửu dịu dàng nói. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, có lẽ đây là điều tốt. Sau chuyện vừa rồi, anh cũng cảm thấy, xa cô cũng là muốn tốt cho cô, dù sao cuộc sống của anh quá nguy hiểm ngày nào anh chưa làm cho đám người kia biết sợ ngày nào mọi thứ chưa yên ổn thế lực hắc bạch còn lẫn lộn chưa có trật tự thì anh sợ rằng sẽ không chu toàn cho cô anh sẽ xây dựng một đế chế mà có thể bảo vệ tất cả mọi người anh quan tâm lúc đó anh sẽ quay lại lòng anh đã quyết hồ cửu nhìn lục thạc thấy ánh mắt khó xử của cô cứ vậy đi có chuyện gì cứ gọi anh hồ cửu đứng lên đỉnh đi anh có chỗ ở sao?" Lục Thạc lên tiếng. "Có, phía tây, anh cũng không nói rõ là chỗ nào." "Tôi xin lỗi." Lục Thạc ấp úng nói. "Em không có lỗi." Hồ Cửu nói xong thì đi thẳng. Lục Thạc nhìn theo bóng lưng cương nghị của anh. Cô tự lẩm bẩm, mình sai rồi sao? Có lẽ mãi về sau cô mới biết mình sai lầm giường nào. Chương 132 Quả thực điều này không sai. Trong bệnh viện hồ lâm cùng trợ lý bác được nhanh chóng đưa vào điều trị đặc biệt hồ tiêu nghe tin hồ lâm bị thương cũng nhanh chóng đi đến thăm dò tình hình nhìn qua có vẻ như hồ tiêu quan tâm cho chú mình thật ra hắn ta quan tâm chính là ai có can đảm dám hành hung người hồ ra còn có lòng hắn ta muốn thấy bộ dạng hồ lâm chật vật trước giờ hồ lâm luôn làm việc cẩn thận chưa lần nào hoàn toàn thất bại như hôm nay hồ tiêu vô cùng tò mò chú chuyện này hồ tiêu nhìn thấy vết thương của hồ lâm cùng trợ lý bác vô cùng bất ngờ không sao hồ lâm lạnh nhạt nói dù sao đây là lần đầu tiên ông ta thảm hại như vậy mà còn là thảm hại dưới tay một tên giang hồ không ra gì kia hồ tiêu sau này cháu tốt nhất an phận một chút ở đây không như phương bắc hồ lâm nhíu mày dặn dò chú à có phải bị người ta dọa sợ không hồ tiêu bĩu môi vô cùng không phục trợ lý bác nén đau nhìn hồ tiêu ngu mốc kia đừng nói là ở đây loạn lạc, mà dường như ở thành phố nhỏ bọn họ không thể có bằng phương Bắc. Vài tên tép diêu có thể liều mạng với họ, bọn họ nếu không có chuẩn bị e rằng cũng không thể bảo toàn. Cậu chủ, ông Hồ đang muốn cậu cẩn thận hơn thôi. Anh là cái thá gì mà lên tiếng chứ? Hồ tiêu thẹn quá hóa giận chút lên trợ lý. Vás, nếu giỏi vậy sao còn bị thương, vô dụng, nói xong hắn ta rời đi. Tuy lời nói là hướng về trợ lý bác, nhưng mà là nói cho cả hồ lâm nghe thấy đây chính là mỉa mai ông ta hừ hồ gia ta sao lại vô phúc vậy chứ hồ lâm tức giận nhìn theo bóng hồ tiêu thiếu gia chỉ là ngựa non háo đá trợ lý bác cũng chỉ biết nói lời xóa dịu nó cứ như thế sẽ có ngày ta bất lực hồ lâm lắc lắc đầu sau đó ông ta chợt nhớ gì đó nhanh cầm điện thoại gọi cho ai đó ngài thẩm ngài xem chuyện lúc nãy tôi nói qua hồ lâm nói bằng giọng nịnh nọt hiển nhiên đầu dây bên kia chắc chắn là kẻ có quyền lực cao hơn ông ta rất nhiều. Ông Hồ, tôi giúp ông vì nể tình thân sơ khi trước. Hiện tại ông xem, rắc rối ông đem tới là nhỏ sao. Nếu có người biết thì làm thế nào? Thẩm Lương, người phụ trách quân danh số 6 lên tiếng trách móc. Hắn ta cũng là người cấp súng cho Hồ Lâm, chuyện Hồ Lâm dùng súng tự vệ thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là Thẩm Lương muốn nhân lúc này kiếm thêm một chút. Vâng, ngài nói phải là tôi hồ đồ còn có tên nhãi nhép kia cũng có súng ngài đương nhiên tôi vẫn luôn là người biết điều giọng hồ lâm vâng dạ lễ phép lại thêm chút tự trách làm cho thẩm lương bên kia khá hài lòng được rồi tôi sẽ cho người tới giúp ông nên nhớ chuyện này thẩm lương ẩn ý nhấn mạnh đây là muốn hồ lâm nhớ biết điều mà mang quả đến còn ông ta cũng sẽ cho người đến xử lý việc cảm ơn ngài hồ lâm tôi vô cùng biết ơn ngài Hồ Lâm chỉ có thể chấp nhận yêu cầu. Mà bên này, Vinh Y Tiếu cùng Trần Giai Linh vô cùng vui vẻ, họ cảm thấy vận số của họ không tệ. Hồ Lâm nhiều ngày ở thành phố ra không có kết quả, bọn họ vừa tới đã có thể được diện kiến với chiến thần. Đây cũng xem như hồ gia của bọn họ xui xẻo rồi. Giai Linh, em xem, vị chiến thần kia thực sự quá mức dễ gần. Gia tộc chúng ta phen này có thể một bước lên mây. Vinh Y Tiếu cười không khép được. Miệng, cũng xem như chúng ta may mắn, chỉ là, đã kiểm tra kỹ rồi chứ, vị kia có thực sự là chiến thần, Trần Giai Linh tuy không biết vấn đề từ đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Cứ xem như kia là giác quan phụ nữ. Em yên tâm đi, Vinh Gia đã tra kỹ càng, đặc điểm chiến thần với người kia vô cùng giống. Chưa kể, quả thực chiến thần đang ở thành phố Gia. Mà ngài ấy chẳng phải còn gọi được cả quân đội đến giúp chúng ta sao? nếu không em nghĩ ai có đủ năng lực đó chứ vinh y tiếu cảm thấy trần giai linh lo lắng thừa rồi nghĩ đi nghĩ lại trần giai linh cũng cảm thấy lời của vinh y tiếu không sai nếu hắn ta không phải chiến thần thì sao có thể có khối tài sản lớn thế kia còn có quân đội hộ tống quả thực điều này không sai liên hệ ngài ấy rồi chứ trần giai linh nhắc nhở tất nhiên rồi vinh y tiếu đắc y nói cơ hội có thể làm thân với chiến thần không nhiều nếu không tận dụng thì khi nào chứ còn chờ người ta cướp trên tay sao? Tối nay chuẩn bị cẩn thận, dù sao ngài ấy cũng là người có thân phận cao quý nhất Đông Uy, đừng thất lễ." Trần Giai Linh dặn dò thêm. "Chỉ là cô ta có cảm giác ác cảm với vị chiến thần này, theo như lời mọi người đồn, chiến thần lạnh lùng, cả người sát khí." Chương 133, em cũng nên chọn một bộ. Trần Giai Linh cùng Vinh Y Tiếu đến khu trung tâm mua sắm xa xỉ nhất ở thành phố Gia. Vôn chiến thần đã là một thế lực quyền quý, nếu tặng phẩm bình thường cũng không thể lọt vào mắt ngài được. Nghĩ vậy Trần Giai Linh chợt trầm ngâm. Y tiếu, chúng ta mua chút đồ để dự tiệc tối. Còn có quà của chiến thần có lẽ nên đặc biệt chút. Đặc biệt, Vinh Y Tiểu chưa hiểu ý Trần Giai Linh. Trần Giai Linh nhìn khu vực bán trang phụ nam, trong đầu cô như lóe lên suy nghĩ. Anh nói xem, chiến thần nhiều năm qua vẫn mai danh ẩn tích, tại sao về thành phố ra lại? phơi bày thân phận cái này có thể là thời bình cũng không cần giấu vinh y tiếu không hiểu ý trần giai linh có nghĩa là anh ta có chuyện cần dùng thân phận quả bằng vật chất không thể thiếu nhưng nếu có món quà ý nghĩa ví dụ như giải quyết vấn đề khó khăn của anh ta có phải sẽ sẽ xem như chúng ta có ơn với anh ta vinh y tiếu tiếp lời hoặc ít nhất cũng là thân càng thêm thân hắn ta nhíu nhíu mày nghĩ trần giai linh cười cười cũng không nói tiếp. Dù sao cô suy nghĩ còn hơn thế, làm người phụ nữ của chiến thần cũng là một cách. Không nhất thiết là vợ, có thể là tình nhân, chỉ cần là người của chiến thần, ít nhất lợi ích cô ta đạt được không ít. Chỉ là Trần Giai Linh không nói thành lời, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Anh xem bộ này rất hợp với anh, Trần Giai Linh dịu dàng ướm thử áo sơ mi tím lên người Vinh Y Tiếu. Hắn ta nhìn dáng vẻ Trần Giai Linh thì càng thêm đắc ý em cũng nên chọn một bộ hắn nắm tay cô ta rồi nói trần gia linh cười nhếch môi gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn nhìn người con gái trước mặt vinh y tiểu cũng chợt có chút cảm giác thành tựu vợ đẹp quan hệ tốt lại sắp tiến thêm một bước quyền lực hắn cũng hơi đắc ý nhưng chợt hắn nhớ tới một chuyện hắn là đàn ông cảm giác có một người vợ như thế cũng xem là thành tựu mà chuyện cỏ nhân tình trong giới thượng lưu không hiếm gì như vậy nếu chiến thần bên kia có tình thân mà người đó là người của mình thì không tốt sao chợt hẳn lóe lên một ý cả hai đều không biết bản thân đều có chủ ý giống nhau chỉ là cách thức khác nhau mà thôi vinh y tiếu còn đang tính toán làm sao liên hệ vinh ra để em họ của mình là vinh thúy hà dù sao chi thứ hai cũng không tiếng tăm gì có thể được người khác để mắt đã là phước của bọn họ nghĩ vậy nụ cười của hắn càng sâu còn trần giai linh càng nghĩ càng thấy bản thân không thua kém chỉ cần chiến thần muốn thì cuộc đổi chát này vẫn có thể. Cuống hồ danh vị chiến thần không phải là nhỏ, chuyện lộ ra người sợ hãi nhất ảnh hưởng nhất chính là cái vị chiến thần này. Bọn họ cứ thế mỗi người ôm một suy nghĩ mà đi dạo quanh khu mua sắm. Rất nhanh, buổi tối đã đến. Vị tự xưng chiến thần cùng một đám vệ sĩ áo đen xuất hiện ở trước cửa khu resort Bạch Ngọc. Chủ nhân của khu resort này cũng là chủ nhân ở khách sạn Bạch Ngọc trung tâm thành phố Gia có thể nói tối hôm nay là lần đầu tiên các đại gia tộc phương Bắc cùng một số kẻ có thân thể ở thành phố ra tụ họp. Người chủ trì chính là Vinh Gia cùng Trần Gia, khách mời dưới 50 người, vì thân phận chiến thần có chút đặc thù, nên bọn họ cũng không dám phô trương. Mà chủ khu Bạch Ngọc, chính là Lâm Sảnh Nhi, bà ta có họ hàng xa với Lâm Thái Thành gia chủ Lâm Gia. Tất nhiên tối nay cha con Lâm Thái Thành cùng Lâm Kỳ An cũng có mặt. Đám người đứng đầu các gia tộc lớn đang vô cùng hồi hộp, Bọn họ rất muốn nhìn thấy chiến thần trong truyền thuyết. Nếu có thể đạt được mối quan hệ tốt thì càng có lợi cho bọn họ. Đêm nay có thể được diện kiến chiến thần, có lẽ cũng nhờ ơn Vinh gia cùng Trần gia. Chương 134 ánh mắt tỏ rõ như có gì muốn nói. Xem đi, Trần tiểu thư cùn Vinh thiếu đúng là một cặp trời sinh, hợp lực lại có thể mời được chiến thần. Chúng ta xem ra nên tận dụng tài nguyên mà lấy lòng bọn họ một chút, ngày sau còn chưa biết có thể dự tiệc chung hay không đúng, đúng. Mọi người đều nhìn về phía Vinh Y Tiếu cùng Trần Giai Linh mà bàn tán, ánh mắt bọn họ không hâm mộ cũng là thán phục, thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt đố kỵ. Nhưng với hai người Trần Giai Linh cùng Vinh Y Tiểu thì mọi ánh mắt tối hôm nay chính là sự tán thưởng. Trần Tiểu Thư, Vinh Thiếu Gia, ngài ấy đến rồi, một tên vệ sĩ nhanh chóng nói nhỏ với cả hai. Đi, chúng ta phải đi đón ngài ấy. Trần Giai Linh một thân sườn xám đen đính lưu ly li dưới ánh đèn càng vô cùng chói mắt bộ y phục xẻ cao lên đùi, khoe đôi chân trắng nõn nà không tì vết, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, tay cầm quạt nhẹ phe phẩy. Khí chất quyến rũ cùng thần thái cao sang của Trần Giai Linh như được phô bày tất cả. Cô ta không phải là muốn làm cho Vinh Y Tiếu đẹp mặt, mà điều cô ta muốn chính là làm chiến thần để mắt. Chiến thần tới rồi, mọi người cùng chúng tôi cùng ra ngoài nghênh đón ngài ấy nào, Vinh Y Tiểu nắm tay Trần Giai Linh, vẻ mặt đắc y nói. Mọi người nghe vậy thì liền ồ lên, ai ai cũng nhanh chóng trinh cho bản thân, hướng phía cửa mà chờ đợi. Không phụ lòng bọn họ, một thân ảnh cao lớn, theo sau là hơn 30 tên vệ sĩ áo đen, nhìn đoàn người khí thể bước vào. Vị tử xưng là chiến thần kia được bảo vệ ở giữa, cứ như là diễn viên hạng A được bảo vệ khỏi phen cuồng. Hắn ta đeo mắt kính đen khổ lớn che nửa mặt, một thân quân phục hùng hổ đi vào. Mọi người ở đây chưa ai thấy qua chiến thần kia, nên thấy một đoàn khí thế như thế lại dựa vào uy tín vinh gia cùng trần gia, bọn họ nhận định kia chắc chắn là chiến thần. Chiến thần, chúng tôi xin cúi đầu chào ngài, vinh y tiểu dẫn đầu cúi người chào. Trần Giai Linh nở nụ cười e thẹn, dùng quạt che bớt rồi cúi đầu trang nhã tỏ ý chào hỏi kính. Trọng, đám người kia cũng nhao nhao làm theo. Không cần, cứ thoải mái đi, giọng nói trầm thấp của chiến thần vang lên. Mọi người lại thoải mái hơn một chút, về trạng thái bình thường. Chúng tôi rất vinh dự khi mời được ngài tới dự buổi tiệc thân mật này, Trần Giai Linh hơi cúi người, xòe quạt che đi một phần mặt, lịch sự cùng thanh tao nói. Cô ta không quên để lại ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ, vị chiến thần kia nhìn thấy một màn cũng vô cùng kích động. Nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh thái độ, trở về bộ dạng không có gì. Trần Tiểu Thư khách khí. Nào, nhập tiệc đi, đừng quá cầu nệ. Chỉ cần chờ một câu này, mọi người đều vô cùng thoải mái vinh y tiểu nhanh chóng nâng ly mời vị chiến thần kia một ly rượu ánh mắt tỏ rõ như có gì muốn nói vinh thiếu có gì khó nói chăng người kia nhanh chóng nhận ra qua ánh mắt của vinh y tiểu trần giai linh cũng theo tầm mắt chiến thần mà nhìn lại vinh y tiếu hắn ta lúng túng rồi cười nói chuyện của đàn ông nhiều khi nói ở đây không tiện có gì không thể chiến thần là ai chứ y tiểu có gì cứ nói em tin ngài ấy sẽ không câu nệ. Dù sao, trước giờ đều có tin đồn, chiến thần không câu nệ tiểu tiếc, huống chi khí khái này làm sao có thể vì vừa chuyện ngớ ngẩn mà chấp nhặt Trần Giai Linh có dự cảm Vinh Y Tiếu muốn làm gì đó sau lưng cô ta. Cô ta nhanh chóng chặn trước một bước. Vị chiến thần kia nhìn đám người đại gia tộc, rồi đến những kẻ đứng đầu các gia tộc lớn thành phố ra vây xung quanh xung xoe nịnh hót mình thì vô cùng hài lòng hắn ta thầm cảm ơn vị chiến thần thật kia chưa bao giờ lộ mặt, nên hắn mới có cơ hội như. Thế này, chương 135 thầm nghĩ không ổn. Chưa kể, đại gia tộc bí ẩn kia chính là người đầu tiên tìm đến hắn, cũng chính là bọn họ muốn hắn giả làm chiến thần. Đám người bọn họ sẽ lo mọi sự, còn vui chơi thế nào tuy hắn ta. Có chuyện tốt như thế trình vũ hắn sao lại có thể dại dột mà từ chối chứ? Trần Tiểu Thư có vẻ quá nhạy cảm rồi, Chuyện đàn ông của Vinh thiếu có lẽ là chuyện mà đàn ông muốn nói với nhau. Tỷ như, chuyện làm sao để làm phụ nữ vui vẻ hơn?" Trình Vũ cười gian manh nói. Trần Gia Linh nghe thấy vậy thì hơi đỏ mặt, cô ta dùng quạt lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Trình Vũ một cách kín đáo. Trình Vũ chỉ xuất thân một gia đình tầm tầm, xem như lăn lộn cũng có chút tiền, hắn chuyên gia lừa đảo, lừa tình, lừa tiền các cô gái trẻ người non dạ, đến các bà già sồn sồn. Vì vậy nhìn vẻ mặt đoán ý là sở trường của hắn, mà nhìn thái độ phụ nữ thì hắn có thể ngay lập tức nhận ra ngay họ muốn gì. Trần Tiểu Thư, tôi có thể mạn phép nhờ người đẹp lấy giúp tôi một ly cốc tai vị ngọt hơn không? Cái này quá chát rồi. Trình Vũ dơ ra ly rượu màu vàng, có chút bất đắc dĩ. Vinh hạnh, Trần Giai Linh nhận ly rượu từ tay Trình Vũ, cũng không quên dùng ngón tay của mình như vô tình lướt qua tay hắn. Trình Vũ cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ ngón tay Trần Giai Linh truyền đến. Hắn mỉm cười như ý nguyện. Nhìn thấy Trần Giai Linh đi, Vinh Y tiểu nhíu mày rồi cười nói nhỏ với Trình Vũ. Ngài xem, từ lúc biết ngài tôi thấy bên cạnh ngài còn thiếu người hầu hạ. Vinh ra tôi cũng không có gì đặc biệt, cô em họ Vinh Thúy Hà kia của tôi cũng xem như có tiếng tăm. Nhan sắc có thể gọi là khá chuẩn, mà cái khoản phục vụ phụ thì... Nói đến đây Vinh Y Tiếu dừng lại, cuối ẩn ý thăm dò trình vũ hắn ta muốn biết chiến thần có thái độ thế nào với việc này dù sao cũng không nên quá lộ liếu rất dễ gây phản cảm nếu có thể hắn thực sự muốn lột sạch đồ vinh thúy hà rồi dâng thẳng lên giường chiến thần cái này có vẻ không tốt lắm trình vũ bày ra bộ dạng nghiêm túc vinh y tiếu hơi căng thẳng cảm thấy có phải chiến thần không hài lòng thầm nghĩ không ổn nhưng cuộc nói chuyện không thể quá dài những người khác còn muốn tìm chút quan hệ với vị chiến thần này hắn cũng không thể độc chiếm nói chuyện một mình được quy tắc cư xử giới thượng lưu không phải để phá bỏ chỉ vì vinh gia cùng trần gia cao nhất ở đây những người kia còn chút khách khí mà chờ đợi chiến thần ngài có thể suy nghĩ một chút vinh gia không cầu cho vinh thúy hà danh phận gì chỉ là muốn được san sẻ cùng ngài mà phục vụ ngài xem như vinh hạnh của vinh gia vinh y tiểu nhanh chóng nói rõ Trình Vũ nghe xong thì hơi nhếch miệng, bộ dạng khá hài lòng. Sau tiệc tối, cậu có thể gặp thuộc hạ thân tín của tôi. Chúng ta sẽ nói rõ, chuyện này, Trình Vũ nhấn mạnh. Hắn ta chỉ là làm bộ, làm sao lại không nhận thịnh tình của đám giả dối này. Còn không phải xem hắn như chiến thần thật sự mà đối đãi sao? Hắn ta càng cảm thán, không biết vị chiến thần thật sự kia là ai. Sao lại ngu ngốc ẩn danh làm gì chứ? biết bao điều tốt đổ vào đầu mà không biết hướng à nha. Vinh Y Tiếu đạt được mục đích mừng muốn phát điên. Cuối cùng cũng buông chiến thần, đám người gia tộc khác cứ thế lần lượt tiếp chuyện, muốn mượn chút quan hệ. Trần Giai Linh một hồi quan sát, cũng tìm thời cơ thuận lợi đưa ly cốc tai cho Trình Vũ. Ngại quá, chiến thần có dặn dò muốn uống chút cốc tai giải nhiệt. Mọi người xem chờ một chút cho ngài ấy nghỉ ngơi nha. Khéo léo để Trình Vũ nói chuyện riêng với mình, làm bọn người kia phải tiếp tục chờ đợi. Dù sao cũng là chiến thần muốn uống chút nước, không thể làm phiền. Chiến thần, mời ngài ra ngoài một chút cho thoáng, ngài xem. Trần Giai Linh dùng quạt tre đi khẩu hình miệng. Cũng chỉ có Trình Vũ nghe cô ta nói gì. Mà những người khác kể cả Vinh Y Tiếu cũng chỉ thấy như Trần Giai Linh giữ khoảng cách với vị chiến thần kia. Trình Vũ nhíu mày nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy Trần Giai Linh đây là muốn cùng mình nói chuyện riêng một chút. Người đẹp ngỏ lời, không nên từ chối. Hắn ta vui vẻ nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 136 đây là muốn gì? Giai Linh chờ ngài ở vườn cây phía sau. Nói xong cô ta nhanh chóng rời đi về bên cạnh Vinh Y Tiếu. Trình Vũ nhìn qua cửa kính, vườn sau kia vô cùng rậm rạp, hiện tại cũng đã tối, mà Vinh ra cùng Trần ra bao nguyên khu này chỉ để đón tiếp chiến thần là hắn. Vì vậy vườn sau cũng không có mở đèn, mà ở đó còn có một số phòng dạng bungalow dành cho những khách muốn trải nghiệm. Xem ra chờ hắn có lẽ là điều thú vị. Thật ra Trần Giai Linh đã sớm chuẩn bị, âm thầm thuê cả khu phòng bungalow, cô ta cũng chỉ muốn không ai thấy để đạt thành thỏa thuận với chiến thần. Dù sao chỗ bàn bạc thỏa thuận có hơi khác một chút mới có thể tạo ra cảm giác chờ đợi. Y tiếu, lúc nãy chiến thần nói gì với anh, Trần Giai Linh nhẹ nhàng hỏi. Đạt thành một số lợi ích cho chúng ta, ngài nói sẽ gặp anh bán thêm, Vinh Y Tiếu cười cười nói chung chung. Trần Giai Linh cũng không nói gì. Lúc nãy rượu dính vào váy rồi, em cần ra ngoài tìm đồ thay, anh chủ trì được chứ. Trần Giai Linh tìm cớ. Vinh Y Tiếu nghe vậy thì mừng thầm. Được, em đi đi, từ từ thôi, đừng gấp, Vinh Y Tiếu tỏ ra bộ dạng lo lắng. Ừm, anh tiếp khách đi, nói xong Trần Giai Linh rời bước đi khỏi phòng tiệc mà lúc này trình vũ thầy Trần Giai Linh đi cũng cười mỉm nhìn theo. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, sau đó cũng đi ra ngoài. Vinh thiếu, chiến thần đang có cuộc gọi xử lý, có lẽ là một chút chuyện tối mật, ngài ấy sẽ quay lại ngay, thuộc hạ của trình vũ nói nhỏ với Vinh y tiểu. Được được, tôi chờ ngài ấy, hắn ta cười như nở hoa. Vừa lúc trình vũ cùng Trần Giai Linh đi khỏi, Vinh y tiếu còn đang mơ mộng với thành quả của mình. Ồ, Vinh thiếu, dường như cậu quên mất vài vị khách quan trọng nhỉ. Giọng nói Hồ Lâm khá lớn. Tuy không làm cho cả phòng tiệc nghe thấy, nhưng một số người đừng gần Vinh Y Tiếu cũng có thể nghe rõ. Hắn nhíu mày nhìn Hồ Lâm. Quả thực hắn không muốn mời Hồ Lâm, Hồ ra bên kia còn có Hồ Tiêu quá cản rỡ. Bọn họ là người tìm thấy chiến thần, sao lại phải mời Hồ ra chứ? Hồ Lâm tới đây trước bọn họ, vô dụng không tìm ra người. Thế nào lại đến đây bắt bẻ? Ông Hồ, xem nào nói gì thế cậu làm kiểu gì vậy thiếp mời hồ gia chẳng phải đưa tới rồi sao vinh y tiếu giả vờ trách mắng thuộc hạ trước mặt mọi người vinh thiếu kia cậu dặn dò mời người đứng đầu gia tộc sao tôi thực sự có gửi đi rồi là hồ gia ở phương bắc mà người đứng đầu vẫn là hồ bách nhân cùng các trưởng lão hồ gia tên thuộc hạ nhanh chóng giả vờ ấp úng đây là muốn làm gì chính là chê hồ lâm không đủ tư cách Hồ Lâm biết Vinh Y Tiêu chính là muốn mình bẽ mặt trước mọi người, cũng là cách dìm Hồ Gia xuống đáy. Vinh Thiếu, dường như cậu quên Hồ Tiêu cũng là đại diện Hồ Gia. Hay là muốn nói là cậu coi thường Hồ Gia chúng tôi? Hồ Lâm nhíu mày nói. Quả thật Vinh Thiếu, Trần Tiểu Thư chính là đại diện gia tộc bọn họ, Hồ Tiêu cứ xem như là kẻ vô dụng, nhưng vẫn là đại diện Hồ Gia. Kia, ông Hồ, ông nói gì thể, Hồ Tiêu chẳng phải còn nằm viện, tôi đây là quan tâm mọi người sao có thể nói là coi thường chính là quan tâm vinh y tiểu cười trừ nhìn hồ lâm cậu xem đi ngu ngốc ông hồ cùng hồ thiểu đều ở thành phố ra sao lại đi một vòng lớn như vậy đều tại cậu làm việc thất trách vinh y tiểu quát thuộc hạ nhưng lại xem như chẳng có gì ông hồ đến cũng đến rồi xem như vinh y tiểu tối làm việc quả nguyên tắc thiếu linh hoạt ông đừng giận vinh y tiểu bày ra bộ dạng bất đắc dĩ đây là muốn gì chính là nói hồ lâm không xứng vẫn là không xứng chỉ là nên linh hoạt để hồ lâm tham gia ông ta tức đến đỏ mặt nhưng phải nhịn dù sao đây là tiệc bọn họ tổ chức chào đón chiến thần nếu ông ta làm loạn thật thì có thể gây đến phiền toái chọc cho vị chiến thần kia không vui cũng không có chỗ tốt xem như vì lợi ích gia tộc ông mặt dày làm vị khách không mời mà tới vinh y tiểu nhìn hồ lâm nén giận cảm giác vô cùng thoải mái nhiều lần hắn ta cũng ăn thiệt dưới tay hồ lâm. Nay có cơ hội châm chọc, hắn ta không tận lực mỉa mai cũng vì là tiệc chào đón chiến thần, nếu không hẳn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. chương 137 tốt thôi, lừa đảo là nghề của hắn. Xin hỏi Vinh Thiếu, vị chiến thần, tôi cũng muốn diện kiến ngài ấy, nếu không lại là thất lễ. Hồ Lâm nghiêm túc hói. Lý do này làm Vinh Y Tiếu cũng không thể từ chối người ta là muốn lễ phép với chiến thần, hắn ngăn cản còn không phải là rước họa, mà lại làm mọi người nghĩ hắn chèn ép. À, chiến thần vừa rồi đã xử lý chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Tôi sẽ giúp ông giới thiệu một chút, Vinh Y Tiểu cười nói. Trong lòng lại đang gấp gáp muốn đẩy nhanh kế hoạch của mình, tuyệt đối không cho hồ ra cơ hội làm gì. Ồ, tôi sẽ đợi, Hồ Lâm nhìn một vòng. Quả thật không có chiến thần, tuy ông ta chưa từng gặp qua, nhưng nhìn biểu cảm cùng thái độ của mọi người ông ta biết vinh y tiếu không gạt mình mà lúc này mọi người còn đang bàn bạc xem làm sao để kéo gần quan hệ với chiến thần thì hồ cửu ở khu căn cứ phía tây đã nắm được mọi thông tin bao gồm cả vị chiến thần phách kia chiến thần là danh sưng mà ai cũng dám nhận sao thật to gan túc trì tức giận mắng ngài ra lệnh đi chúng tôi sẽ xông vào đó cho tên giả mạo kia biết thế nào là chiến thần lão lý hăng hái nhất hữu thủ nhìn mọi người lại suy nghĩ một chút không cần chẳng phải bọn người kia đang bị hắn lừa chúng ta cứ chờ kịch hay thôi hồ cửu nhìn hữu thủ mỉm cười gật đầu có chút tiến bộ hữu thủ nghe vậy thì gãi gãi đầu cảm thấy có chút thành tựu nhưng uy danh của chiến thần sẽ bị ô uế thanh ngũ nhíu mày không đồng ý mọi người quên điểm mấu chốt rồi có sự nhúng tay của bọn người gia tộc thần bí kia hồ cửu cười nói mọi người nhìn nhau hơi mơ hồ. Họ là muốn chiến thần thật ra mặt, tên chiến thần giả kia, chỉ là con tốt thí mà thôi, lão Lý chợt hiểu ra. Hồ cửu cùng hữu thủ gật đầu, nhưng uy danh của ngài sẽ bị ảnh hưởng, túc chỉ lo lắng. Nói các cậu ngốc còn không nhận, chiến thần là bảo mật, còn tên giả mạo kia xem như bẫy chuột đi. Đám chuột tham ăn thì phải chết. Mọi người lại lần nữa nhìn nhau. Long chủ, ngài, hữu thủ cũng không gọi hồ cửu là chiến thần nữa đúng tôi là long chủ vậy chiến thần kia liên quan gì tôi hoặc cứ cho chiến thần bị ô uế lão già phía trên kia cũng không ngồi im có lẽ gia tộc bí ẩn này đang có chuyện gì khá gấp gáp nếu không cũng không đánh cược như vậy hồ cửu mỉm cười nói túc trì cậu có thiệp mời hồ cửu chợt hỏi vâng họ có gửi một thiệp mời túc trì thành thật đáp tôi với cậu thử đến xem nào tôi muốn xem bọn họ dùng người thế nào để giả danh chiến thần anh cười cười nói thực sự anh khá tò mò về kẻ có đủ can đảm giả danh chiến thần kia nói xong anh đi ra ngoài túc trì nhanh chóng đi theo mọi người nhìn theo cả hai có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ họ cũng tò mò nha không thể đưa họ đi cùng sao giải tán ai về nhà nấy ai làm việc nấy hữu thủ xua xua tay thở dài mọi người liếc anh ta hữu thủ rụt cổ co chân bỏ chạy thật may nha Lúc nào anh ta cũng là người dọn tàn cuộc. Tại khu phòng bungalow trong vườn cây khu resort Bạch Ngọc, một gian phòng bungalow nằm sâu trong giữa khu vườn đang sáng đèn. "Trần tiểu thư, đợi lâu sao?" Trình Vũ mở cửa phòng thấy bóng dáng Trần Giai Linh chờ sẵn thì cười nói. "Đợi ngài, đáng giá." Ánh mắt cô ta sáng lên. Trình Vũ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, hắn rất biết nắm bắt tâm lý đối phương, mà là phụ nữ thì càng dễ dàng. Trần Giai Linh cũng không phải kẻ dễ đối phó, chỉ là cô ta mặc định trình vũ chính là chiến thần. Cho nên chỉ chăm chăm tìm cách đạt được mục đích, vì vậy càng dễ lọt vào bẫy của hắn ta. Trần Tiểu Thư hẹn tôi ở đây, là chuyện gì khó nói. Trình vũ giả vờ không hiểu, cũng không tỏ ra dài dòng. Trực tiếp hỏi Trần Giai Linh. Thật ra, tôi luôn ngưỡng mộ chiến thần từ lâu. Nay được gặp ngài, muốn riêng tư gặp ngài để thỏa lòng mong mỏi, Trần Giai Linh trưng ra thần sắc mến mộ, nhưng cô ta vẫn giữ khoảng cách với Trình Vũ. Ồ, vinh dự. Tôi có nghe nói qua, Trần Gia gặp khó khăn trong việc đạt phiếu tín nhiệm ở chỗ đảm lão xã hội đồng. Trình Vũ ngồi xuống ghế đối diện Trần Gia Linh. Hắn ta nắm rõ vấn đề từng gia tộc trong tay. Cũng không phải hắn tài giỏi, mà do người thuê hẳn đóng giả chiến thần đã yêu cầu hắn đọc và học thuộc. chương 138 bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu. Trần Giai Linh nắm chặt tay, cảm giác bản thân thật quá tự tin khi đứng trước người này trình vũ bày ra bộ dạng không sao cả thể hiện phong thái ung dung nhưng ánh mắt hắn ta không ngừng quan sát thần sắc trần giai linh vốn dĩ trần tiểu thư là hôn thê của vinh thiếu lẽ ra không nên ngưỡng mộ kẻ thô thiển như tôi thì hơn trình vũ vừa nói vừa bày ra bộ dạng đáng tiếc nghe vậy trần giai linh hoảng hốt muốn nói gì đó lại thôi nếu trần tiểu thư hẹn tôi chỉ để nói là mến mộ tôi vậy thì tôi cảm ơn cô nếu không còn việc gì tôi nên đi rồi đúng không trình vũ cười bí hiểm rồi đứng dậy hắn ta làm động tác muốn đi nhưng lại thêm chút tiểu xảo làm cho trần giai linh nghĩ rằng hắn đang tiếc nuối cô chiến thần ngài tôi chưa nói xong trần giai linh hoảng hốt lên tiếng vẫn còn gì sao trình vũ lạnh nhạt hỏi cảm giác vừa bắt được biểu cảm tiếc nuối của chiến thần lại sau đó bị lạnh nhạt trần giai linh cảm giác đây là cơ hội hiếm có nếu không níu giữ sẽ tuột mất thật ra dù tôi là hôn thê kể cả là vợ của vinh y tiếu chúng ta chúng ta trần giai linh ấp úng khó nói thành lời dù gì cô ta cũng là một tiểu thư danh giá lại là dòng chính của trần gia nói cô ta đi làm tình nhân người khác làm sao có thể nhưng chiến thần là ai chứ nếu có thể làm tình nhân của ngài ấy chỉ cần là một lần thì đừng nói đến lợi ích vinh quang gia tộc sẽ tăng lên gấp bội chưa kể chiến thần trước giờ được biết đến là một người nói lời giữ lời, chỉ cần ngài ấy muốn thì dù chuyện gì cũng sẽ thực hiện được. Lời ngài ấy hứa luôn được thực hiện, giai thoại về chiến thần trong lòng mọi người là truyền kỳ. Dù tên hôn phu vinh y tiểu biết được thì sao chứ? Cũng cắn răng mà chấp nhận, thậm chí tôn thờ trần giai linh ấy chứ. Chưa kể chỉ cần có con với vị chiến thần kia, điều này chắc chắn lợi mà không hại. Chúng ta vẫn có thể, chỉ cần ngài đồng ý, tôi không cần thân phận, Trần Giai Linh mím môi. Dù sao trước giờ cô ta chưa từng chủ động. Hôn nhân gia tộc là sắp đặt, nên bản thân cô ta cũng hiểu, tình cảm là thứ phù phiếm. Vì vậy nhiều năm qua cô ta luôn được người người săn đón, chưa từng mở lời chủ động với ai. Kể cả vị hôn phu Vinh Y Tiếu kia. Hắn ta cũng phải săn đón chiều theo ý cô ta. Mặc dù Vinh Y Tiểu cũng không hẳn có tình cảm với Trần Giai Linh, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, chuyện có thể chiều chuộng nâng niu người phụ nữ của mình điều dĩ nhiên hắn có thể làm được. Mà Trần Giai Linh là ai chứ? Sao lại không hiểu điều này được? Vậy dùng bản thân đổi lấy một đời vinh quang, không tốt sao? Trần Tiểu Thư à, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi chắc chắn không cho cô được thứ gì. Trình Vũ nói xong mở cửa đi ra ngoài. Con đường dẫn ra khỏi khu vườn vô cùng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo, vì thiết kế theo phong cách trải nghiệm. Cho nên đây là khu đắt đỏ, mà Trần Giai Linh không muốn ai biết chuyện mình hẹn riêng chiến thần đã mạnh tay chi tiền bao luôn cả khu này. Chiến thần, ngài, Trần Giai Linh nhìn thấy Trình Vũ đi thi hoảng hốt chạy theo. Chỉ là đoạn đường khá tối, váy xẻ tà khá cao, mà đôi cao gót kia cũng không dễ đi. Trần Giai Linh nhanh chóng đuổi theo nên bị vấp ngã. Chiến thần, đau, giọng nói nũng nịu, cũng chút dịu dàng làm cho Trình Vũ dừng lại. Trình Vũ quay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, chiếc sườn xám xẻ cao bị rách toạc lộ ra đôi chân miên man. Theo đường xẻ nhìn lên theo, Trình Vũ như nhìn thấy nội y bên trong của Trần Giai Linh. Hắn nuốt ực một chút, cảm giác cả người hơi nhộn nhạo. Chiến thần, em, đồng ý, dù là người tình trong bóng tối, em cũng chấp nhận. Trần Giai Linh hơi thút thiết nói. Bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu. Trình Vũ cũng không định lừa sắc cô ta, chỉ là cô ta tự dâng tới hắn biết sớm muộn thân phận cũng sẽ bị bịa lộ, chủ yếu hắn muốn tìm một khoản tiền kha khá. Sau đó trốn ra nước ngoài, không bị ai bắt được là tốt rồi. Tôi nhắc lại, tôi không cho Trần Tiểu Thư được điều gì. mươi 139 hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Trình Vũ gian manh nở nụ cười. Vì trời nhá nhem, Trần Giai Linh chỉ thấy Trình Vũ cười, cho rằng vị chiến thần này đã siêu lòng. Em, chỉ cần ngài, Trần Giai Linh trương ra dáng vẻ quyến rũ nhất. Đồng thời, cô ta cũng rất biết làm cho bản thân thêm nổi bật. Thâm tâm cô ta đã quyết định, dù là hiến thân cũng phải có được lợi ích cao nhất. "Được, đây chính là Trần tiểu thư nói rõ." Trình Vũ cười nhếch mép rồi nói. "Em ghi nhớ." Trần Giai Linh cúi đầu. Cô ta cảm nhận được bản thân đã thành công. Lúc Trình Vũ Định bước lại gần, thì trong đầu lóe qua một tia tính toán, thêm chút thích thú. "Trần tiểu thư, em nói xem, thành ý có phải rất quan trọng?" trình vũ tiếp tục lên tiếng ý ngài là trần giai linh nghi hoặc trình vũ nhìn xung quanh sau đó lấy áo khoác bên ngoài choàng cho cô ta sau đó hắn ta lùi lại vẻ mặt nhìn xung quanh rồi cười khiêu khích em xem đi trên giường trong phòng tôi không quen lăn lộn chiến trường tôi thích hoang dại trình vũ cười lớn thật ra hắn là muốn làm khó trần giai linh hắn ta thừa biết trần giai linh dâng thân chính là muốn lợi ích hắn ta cũng không phải chiến thần thật cũng nên lưu lại chút gì đó hay họ phòng thân ngài muốn tại đây ánh mắt của trần gia linh vô cùng hoảng loạn gì chứ dù sao cô ta cũng là tiểu thư danh giá ở đây mà làm chuyện kia chẳng khác nào xem cô như đồ chơi đúng xem như thành ý trình vũ vừa nói vừa quay người như đang làm gì đó trình vũ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp sao có thể lại đơn giản như thế hắn ta quay người nhanh chóng mở chế độ quay phim để về chế độ yên lặng sau đó cúi người như đang làm gì đó nhưng đó chính là đặt máy ở góc quay tốt không quan trọng đêm tối chất lượng kỹ thuật khá tốt có thể quay rõ ban đêm nha vậy trần tiểu thư vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi trình vũ lại giả vờ tiếp tục đi nhưng ngay lúc này trần giai linh đã cắn răng đưa ra quyết định cô ta đứng bật dậy thả áo khoác trên người xuống chiếc váy xẻ tà cũng bị cô xé toạc, cởi sạch sẽ. Từng món đồ lột xuống vô cùng mạnh bạo, còn có chút kiên quyết. Trần Giai Linh nghĩ rằng, một người quân nhân lăn lộn chiến trường, vốn nếu đã thích cảm giác mạnh, vậy chỉ cần cô ta được chiến thần yêu ái. Vậy thì ngày sau cô ta sẽ có phúc phần hơn nữa. Em, thật sự muốn, Trình Vũ cũng hơi bất ngờ trước hành động của Trần Giai Linh. Hắn ta cũng là đàn ông, nhìn cơ thể lõa lổ của người phụ nữ xinh đẹp sao lại không muốn hơn nữa kia còn là tiểu thư danh giá một chút cũng muốn nếm thử nha hắn thật muốn dày vò vị tiểu thư kiêu ngạo này tốt tôi chơi với em trình vũ tuy nói nhưng vẫn đứng im đó hắn không làm gì cả nhưng ánh mắt hắn như nhìn xuống phần thân dưới của mình đây là muốn trần giai linh nhìn theo ánh mắt trình vũ thân thể thoáng run lên nếu bình thường cô ta sẽ cho đây là một sự sỉ nhục nhưng cũng còn xem làm chuyện này với ai trần giai linh đi đến từng bước ngượng ngùng quỳ xuống dưới chân hắn ta dùng tay cởi đồ cho hắn nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì là trình vũ là một vị vua được phi tần phục vụ hắn cảm thấy vô cùng phấn khích sau đó hắn cũng không màn trần giai linh kia là bông hoa cao quý thế nào cũng tùy ý hắn chà đạp mà hắn lăn lộn với bao nhiêu phụ nữ rồi kinh nghiệm chắc hẳn là rất phong phú từng chút hành hạ từng chút chà đạp trần giai linh dù là tiểu thư danh giá thì làm gì đã trải qua cái loại phong tình biến thái như thế xin ngài đau a à, đừng không thể chịu nổi từng tiếng động vang vọng trong đêm khung cảnh lại nhá nhem u ám trần giai linh từng đợt cho rằng bản thân như rơi vào địa ngục không lối thoát mà trình vũ lại vô cùng hả hê bọn nhà giàu danh giá đến thế là cùng Chương 140 tốt nhất chuyện này là bí mật. Cuối cùng cũng bị hắn trả đạp, không phải sao? Ngoan, chẳng phải em nói, Trần Gia cần sự ủng hộ của tôi. suốt lời hắn xoay người Trần Gia Linh, bắt cô ta đứng quay lưng về phía mình, còn tay cô ta phải tựa vào cây to trước mặt. Hắn canh chuẩn góc quay mà hắn đã đặt trước. Kêu lên, đừng sợ. Ở đây không có ai. Em không lên tiếng tôi sẽ không vui. Trình Vũ cũng không còn vẻ giả vờ lạnh nhạt cũng không còn cần diễn cái phong thái chiến thần kia, hắn trở thành một kẻ khốn nạn thực thụ. á, à, xin ngài, làm ơn, đúng, nên như thế, cầu xin tôi là tốt, cứ như thế, hắn không quan tâm cái phong tình hay là cùng hòa hợp gì gì đó. trước giờ hắn chỉ có thể được lăn lộn cùng đám phụ nữ ở phố đèn đỏ, con mồi lừa đảo của hắn cũng chỉ là những người đàn bà hồi xuân. làm gì đã nếm món ngon thế này chứ? trần giai linh khóc khản cả cổ chỉ muốn chuyện này thật nhanh chóng trôi qua. Có lẽ chỉ qua một tiếng đồng hồ, nhưng với Trần Giai Linh là cả một thời gian quá dài, quá kinh tởm. Mà Trình Vũ lại tiếc nuối không muốn rời khỏi người Trần Giai Linh. Cô ta dù đau đớn nhưng vẫn không quên chuyện chính. Ngài xem, chuyện kia, Trần Giai Linh ôm chiếc váy đã bị rách che đi phần cần che, ngồi bệt ngước mắt hỏi Trình Vũ. Hắn ta sau khi mặc đồ, cũng nhanh chóng lấy đi máy mà mình đã bố trí từ trước. Ừm, xem như em khá ngoan, tôi sẽ, sẽ giúp, Trình Vũ lạnh mặt nghiêm túc. Nói, cứ chờ kết quả. Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Trần Giai Linh tự xoay sở. Dù sao đây cũng là lần đầu của cô ta, lại bị thảm hại như thế này, cô ta ấm ức hòa khóc. Sau đó như nghĩ được gì đó, cố gắng lên thân thể vào phòng cũ, gọi người đem đồ đến để thay. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Đúng, lợi ích càng lớn, phải hy sinh lớn nghĩ một hồi cô ta gọi cho mẹ của mình con gái chuyện tốt chứ mẹ của trần giai linh giọng nói hớn hở con con đã cùng chiến thần con trần giai linh ấp úng nghe xong con gái nói thẩm thanh hương giật mình ngu ngốc con đang làm gì thế này bà ta hốt hoảng con phải biết cái chuyện tình nhân gì gì đó là để chi thứ sao lại tới lượt con chứ còn hôn sự với vinh thiếu bên kia thẩm thanh hương không biết phải làm sao trần giai linh uất ức nhưng vẫn cắn răng nói chiến thần nói sẽ giúp trần gia trong lần giành phiếu tiến nhiệm lần này ngài ấy chấp nhận chỉ bí mật hôn lễ với vinh gia vẫn sẽ diễn ra nếu con có vị trí nào đó với chiến thần ngài ấy sẽ giúp trần gia cô vừa nói nước mắt vừa rơi con quá tham lam thẩm thanh hương bất đắc dĩ nếu như thế con phải lên giường cùng vinh thiếu thẩm thanh hương bạo dạn nói trần giai linh phản cảm không đồng ý Cô ta nghĩ rằng sao mình có thể vừa ngủ với người này lại lên giường với người khác cơ chứ? Không thể. Phải như thế, đàn ông dù là ai cũng không mong người đàn bà của mình bị người khác chà đạp. Còn phải làm sao cho khéo, đừng để Vinh thiếu nhận ra con mất cho người khác. Bà ta muốn con gái được lợi nhiều nhất. Nhưng, đó là chiến thần, Vinh thiếu hay Vinh gia cũng sẽ không thể ý kiến. Cô ta cho rằng với vị trí chiến thần thì dù mọi người biết cô ta là tình nhân của chiến thần thì không ai có thể nói gì được. Họ còn phải tìm đến cô ta để nhờ vả. Chưa kể, nếu được lợi ích đủ lớn, về sau cả trần gia cùng cá nhân cô ta cũng sẽ không cần ai nữa. Cô ta đang xem chiến thần là công cụ. Con ngu ngốc quá rồi, bà ta thở dài. Nếu đã vậy rồi còn nên cùng vinh thiếu, sau này họ sẽ không bắt bẻ được. Dù sao chuyện này không nên cho ai biết, kể cả cha con, thẩm thanh hương trầm giọng Bà ta hiểu rõ đàn ông, nhất là người xuất thân danh gia, bọn họ càng không chấp nhận phụ nữ của họ bị người làm đồ chơi. Càng không muốn thành viên dòng chính bị người ta coi thường. Tốt nhất chuyện này là bí mật. Nghe mẹ, nhưng họ không biết, thì ai coi trọng con chứ? Trần Giai Linh không cho là đúng. Chỉ cần cho mọi người biết chiến thần thân với con, đồng thời vì con mà giúp đỡ là đủ. Chỉ cần ngài ấy thể hiện con là bạn, là vì con mà có lợi ích này. Lúc đó ai không vì con chứ? Thầm thanh hương khuyên nhủ. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 141: gã áo đen cũng mất kiên nhẫn. Được rồi, con sẽ suy tính. Con cần quay lại buổi tiệc, không thì mọi người sẽ nghi ngờ. Trần Gia Linh nói xong thì cúp máy. Trần Gia Linh nhanh chóng đổi một bộ váy kín đáo hơn, trang điểm lại gương mặt, sau đó quay lại buổi tiệc. Trình Vũ sớm đã quay lại buổi tiệc được mọi người vây quanh hỏi han và quan tâm các vị hiện tại tôi còn có việc có lẽ nên rời tiệc trình vũ cảm thấy mình đã có được thứ mình cần nhanh chóng kiếm cớ thoát khỏi đám người này trần gia linh lúc này vừa bước vào chiến thần cũng mệt mỏi hôm khác gặp vậy trần gia linh ánh mắt ẩn ý nhìn trình vũ vinh y tiếu nhìn thấy trần gia linh quay lại lại đổi đồ cũng lấy làm lạ hắn tiến tới gần trần gia linh sao em lại thay đồ rồi lúc này bị đổ rượu vào người, không muốn mặc lại nó nữa. Trần Giai Linh chỉ lạnh nhạt tìm cớ. Chiến thần có đồng ý chuyện giúp đỡ chúng ta? Trần Giai Linh hỏi ngược. Muốn phân tán sự chú ý của Vinh Y Tiếu. Hắn ta quả thực cũng không nghi ngờ gì nhiều, nhìn về hướng trình vũ, cảm thấy bản thân đã đạt thành hiện nghị với chiến thần kia. Tốt rồi, rất nhanh chúng ta sẽ có chỗ sửa vững chắc, nhìn dáng vẻ đắc ý của Vinh Y Tiếu, trần giai linh cảm thấy không đơn giản chỉ là đạt thành hiệp nghị nhưng không sao bản thân cô cùng chiến thần cũng đã có hiệp nghị bí mật xem ra còn giá trị hơn mấy cái hiệp nghị trên miệng kia nhưng vừa lúc trình vũ vừa đi khỏi thì hồ lâm nhanh chóng đón đường trình vũ khi hắn ta vừa bước ra khỏi cửa chào ngài hồ lâm cuối người khom lưng bộ dạng vô cùng thành kính ông ta biết nếu còn ở trong buổi tiệc e rằng hồ gia không thể tiếp cận chiến thần trên đầu bọn họ còn có vinh gia cùng Trần gia. Ngài đây, Trình Vũ hơn giật mình. Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi đến từ Hồ gia, chúng ta có thể qua bên kia nói chuyện một chút được không? Hồ Lâm cúi người càng sâu, vô cùng cung kính cùng hèn mọn. Này, đám người vệ sĩ, có một người thì thầm vào tai hắn ta gì đó. Hắn nở nụ cười, nhìn Hồ Lâm. Ông Hồ Lâm, qua kia một chút, Trình Vũ cười nói. Vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Vâng, vâng, Hồ Lâm cúi đầu cung kính đi theo. Thật ra tên vệ sĩ áo đen dẫn đầu kia chính là người của gia tộc thần bí. Ông ta luôn đeo kính đen, nhìn như bảo vệ của Trình Vũ. Thật ra ông ta chính là người điều khiển và quản lý Trình Vũ. Ông ta sẽ là người quyết định Trình Vũ nên tiếp xúc với ai hay không. Ông Hồ, ông nói xem có chuyện gì, Trình Vũ vẫn diễn tốt vai của mình hồ lâm vì luôn cung kính nên cũng không nhìn kỹ thần sắc của hắn ta chiến thần hồ ra chúng tôi rất luôn ngưỡng mộ ngài nếu có thể ông hơi ấp úng rồi ngước nhìn trình vũ ngài có thể cho tôi hẹn gặp riêng ngài một là để tỏ lòng thành kính hai là chúng tôi có chút quà mọn gọi là hồ lâm nói xong dùng hai tay đưa danh thiếp cho trình vũ bộ dạng hai tay đưa lên vô cùng kính cẩn được rồi tôi sẽ để trợ lý của tôi sắp xếp sau đó chủ động liên hệ cho ông trình vũ đưa danh thiếp cho gã đàn ông áo đen đứng sau tôi có việc phải đi rồi trình vũ lên tiếng vâng tôi sẽ chờ ngài mong ngài chiếu cố hồ lâm cúi đầu nói nói rồi trình vũ bước ra ngoài vừa lúc này đám người hồ cửu cùng túc trì cũng vừa bước vào một chiến thần uy danh bằng xương bằng thịt thực sự còn một kẻ mạo danh lại đụng độ nhau tại cửa khi resort bạch ngọc tránh ra trình vũ đang trong vai chiến thần cảm thấy bản thân quả thật cao hơn người khác rồi túc trì là quân nhân thực thụ cho nên trên người đã có sẵn khí chất sát phạt một câu vô lý của trình vũ làm túc trì khó chịu ra mặt anh bạn là anh va vào tôi túc trì nhìn trình vũ vẫn giữ thái độ lịch sự hồ cửu nhìn theo nhíu mày nhưng anh để ý không phải là trình vũ chính là tên đàn ông mặc đồ đen đeo kính mắt kia nhìn ông ta có vẻ đã có tuổi khá cao to nhưng không có vẻ là vệ sĩ hừ cậu nên biết điều một chút nếu không ngài nên đi rồi gã đàn ông áo đen cắt lời trình vũ ngữ khí tỏ vẻ cung kính nhưng thực sự nghe kỹ và quan sát một chút hồ cửu nhìn ra gã đàn ông kia khá cẩn thận nhìn dáng vẻ không giống là nhắc nhở là giống ra lệnh hồ cửu nghi hoặc các vị vẫn chưa xin lỗi anh ta anh lên tiếng gì chứ xin lỗi Trình Vũ cũng không để tâm đến lời của gã áo đen nữa. Cảm giác mình vừa được cả đám thượng lưu kia vây quanh, còn ăn được của ngon. Hắn ta cũng quên mất bản thân là kẻ giả mạo. Những gã áo đen kia dù không biết thân phận Túc Chỉ cùng Hồ Cửu, tuy nhiên hắn nhìn ra được khí chất bất phàm trên hai người họ. Cũng không muốn thêm rắc rối. Ngài còn có việc gấp cần giải quyết, gã áo đen giọng nói nghiêm nghị hơn. Không thể, xin lỗi rồi các người muốn đi đâu thì đi. Hồ Cửu chặn đường. Gã áo đen cũng mất kiên nhẫn. Anh bạn trẻ, không nên ngông cuồng. Ngông cuồng, nhưng tôi thích, Hồ Cửu nở nụ cười quái dị. Trình Vũ hống hách bước lên. Đứng trước chiến thần, các người còn muốn tôi xin lỗi. Tôi sợ các người vây lấy tôi còn không kịp. mươi 142 chỉ là lo lắng thay cho ông. Túc trì hiểu ý Hồ Cửu cũng không định đuổi theo nữa. Vậy, chúng ta có cần vào trong? Túc Trì tiếp tục hỏi lúc hồ cửu còn chưa kịp trả lời thì hồ lâm đã ở ngay đó hắn đi đến gần anh ánh mắt toàn là thù hận hồ cửu hồ lâm nghiến răng nghiến lợi ông ta đã bao giờ chật vật vậy chứ chính tên nhãi nhép này lại làm ông bị thương hôm nay được diện kiến chiến thần trong bộ dạng thương tật này làm ông ta vô cùng khó chịu trần gia cùng vinh gia liên hợp chèn ép hồ ra mà ông ta còn bị tên vinh thiếu cười nhạo ông nên lịch sự một chút dù sao người của đại gia tộc đều ở đây tôi thì không vấn đề gì chỉ là lo lắng thay cho ông hồ cửu cũng không nể mặt mà nói anh nhìn trướng mắt hồ lâm này lắm rồi còn chưa động tới là vì anh còn có kế hoạch phía sau cũng là một phần vì người mẹ đã mất nếu không tên hồ tiêu cùng hồ ra bên kia có thể còn bay qua bay lại được sao điều anh muốn chính là để hồ ra từ từ nếm trải mùi vì bị trà đạp à tôi quên nhắc nhở ông xem như tôi tốt bụng nhắc một chút, hồ gia nên chuẩn bị tốt một chút, đến lúc bị người trà đạp thì lại không quen. Hồ cửu nói xong thì nở nụ cười bí ẩn. Hồ lâm nghe vậy thì tức giận không thôi. Mày đừng nghĩ có chút bản lĩnh thì xem như một tay che trời. Chờ chiến thần giúp hồ gia, tao muốn xem mày sẽ như thế nào. Ông ta thật sự muốn bóp chết hồ cửu. Chỉ là hiện tại ông ta không có khả năng đó. Ồ, ông Hồ Lâm, ông vẫn chưa đi sao? Vinh Thiếu vừa lúc đưa Trần Giai Linh ra ngoài. Vinh gia cùng Trần gia và Hồ gia cũng đã giữ vị trí kiềng ba chân lâu nay. Lần này liên hôn, có thể nói Hồ gia xem như bị bọn họ đè bẹp. Chưa kể đến có sự đảm bảo của Chiến Thần hôm nay, bọn họ xem như một bước lên mây, lên cả một tầm cao mới. Vinh thiếu, Trần tiểu thư, hôm nay cũng nhờ mọi người mà tôi cũng được diện kiến Chiến Thần. Nên cảm ơn mọi người rồi." Hồ Lâm lịch sự cùng khiêm nhường mà nói. Giao tiếp trong giới thượng lưu vô cùng mệt mỏi dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn cũng phải ra vẻ lịch sự kín đáo hồ cửu cùng túc trì nhìn nhau bĩu môi cảm thấy hồ lâm sống quá mệt mỏi ông hồ khách khí trần gia linh yểu điệu nói nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn thấy hồ cửu cảm giác có chút quen thuộc chiến thần cũng đã đồng ý hỗ trợ hồ ra còn cho tôi một cuộc hẹn đây là chuyện quá tốt rồi cảm ơn vinh thiếu là điều đương nhiên hồ lâm lúc này không còn vẻ hèn mọn ông ta đứng thẳng người lịch sự cười tỏ vẻ đắc ý thật ra trình vũ cũng không đồng ý gì với hồ lâm điều gì chỉ là hồ lâm muốn bọn vinh gia và trần gia nghĩ rằng chiến thần đã đồng ý giúp đỡ hồ gia mà thôi vinh thiếu nghe vậy thì mặt biến sắc trong lòng thầm quyết tâm sẽ đẩy mạnh kế hoạch kia của mình ồ vậy chúc mừng ông hồ rồi tuy miệng nói chúc mừng nhưng bản thân hắn vô cùng khó chịu trần giai linh thì không nao núng dù sao cô ta cũng đã là tình nhân của chiến thần không ngại chút lợi ích này kia là, Vinh Thiếu cũng không bỏ qua hai người kia. Khách mời, Túc Trì không nhanh không chạm đáp. Hồ Lâm cùng Vinh Y Tiếu nghi hoặc, Túc Trì cùng Hồ Cửu ăn mặc bình thường, lại không có dáng vẻ gì là danh gia, sao lại có thiếp mời. Túc Trì đưa thiếp mời ra, Vinh Y Tiếu cầm lấy, quả thực là thiếp mời của hắn ta gửi đi. Chỉ là nếu có thiếp mời thì chắc chắn là người có vai vế lớn. Không biết nên xưng hô thế nào, Vinh Y Tiếu vẫn dùng giọng điệu lịch sự mà hỏi. Hồ Lâm bên cạnh cũng nhíu mày suy nghĩ. Túc Trì, Túc Gia Quân, anh ta đáp nhanh gọn, không dư thừa. Nghe tới Túc Gia Quân bọn họ hít một ngụm khí lạnh. Ngài Túc Trì, thất lễ thất lễ, Vinh Y Tiếu nhanh chóng đổi thái độ. Mà Hồ Cửu lại bị bỏ lại một bên, mọi người cho rằng Hồ Cửu cũng chỉ là thuộc hạ hoặc người đi theo Túc Trì, không mấy để ý đến. Hồ Lâm ngẩn người, nếu người kia là quân nhân có danh vị cao vậy, Hồ Cửu là gì? Còn có thể dùng súng này, Hồ Lâm có cảm giác mơ hồ, trong lòng lại có chút bất an, như vừa bỏ lỡ gì đó. Nếu đã tàn tiệc, cũng nên về, Hồ Cửu lên tiếng. Túc Trì gật gật đầu xoay người muốn rời đi. Nhìn thấy Túc Trì muốn đi thì Trần Gia Linh cùng Vinh Y Tiếu nhìn nhau, như hiểu ý nhau nhanh chóng tiến lên. "Ngài Túc Trì, để tỏ lòng thành kính, tôi mong có thể cùng ngài hẹn gặp một dịp khác." Vinh Y Tiểu thành kính nói dù gì túc gia quân cũng rất có tiếng tăm, lại là thuộc hạ trung thành với chiến thần. chương 143, đối lập nhau. Vinh Y Tiếu cùng Trần Gia Linh nhìn thấy thái độ của Hồ Lâm với Hồ Cửu, hai người nhìn nhau cũng thấy được Hồ Lâm luôn chĩa mũi nhọn về phía Hồ Cửu. Không biết anh đây là, Vinh Y Tiếu tỏ ra khách khí nói. Tuy ngữ điệu có sự khách khí, nhưng ánh mắt hắn cũng không mấy coi trọng Hồ Cửu. Vì người nhận thiệp mời là Túc Trì, mà Hồ Cửu chỉ là đi theo, nhưng dù sao là bạn bè hay quân nhân thuộc cấp dưới cũng được vị trí quân nhân ở đông uy rất cao cấp không phải ai đều có thể dễ dàng đầu quân càng là quân nhân thuộc túc gia quân hay của chiến thần thì lại càng có địa vị chính vì vậy mục tiêu các quân nhân khi nhập ngũ chính là cố gắng tôi luyện để có thể gia nhập vào đội quân tinh nhuệ của chiến thần hồ cửu anh cũng không muốn giấu giếm gì cả chỉ là bọn họ quá ngốc không nhận ra thân phận của anh mà thôi đây là anh đánh đố họ rồi thân phận chiến thần là tuyệt mật, ở vị trí cấp cao phương bắc kia chưa chắc có mấy người biết được hồ sơ mật này đâu. Ồ, đều là Hồ gia sao? Trần Gia Linh hơi nhíu mày. Nếu Hồ gia có người là quân nhân thì lại khác rồi, cơ hội nâng cao vị thế gia tộc lại càng lớn. Chỉ là nhìn thái độ kia của Hồ Lâm, xem ra cũng không giống họ nghĩ. Nếu Hồ Cửu quả thực là quân nhân thì Hồ Lâm nên vui mừng đưa rước, nịnh bợ lấy lòng còn không kịp. Làm gì có chuyện chạy tới đây mà nhìn sắc mặt bọn họ chứ? Hồ ra cùng tôi không có quan hệ. Hồ cửu ung dung đáp, nếu đã không có chuyện gì, vẫn là nên rời đi. Nói xong anh quay lưng đi, mà người bên cạnh Vinh Y Tiếu như nói gì thì thầm vào tai hắn ta, chợt hắn nở nụ cười tính toán. Anh Hồ, dừng một chút, dù sao ba ngày tới cũng có một buổi gặp mặt nhỏ. Mong anh tới dự, tôi sẽ gửi thiệp tới anh. Vẻ mặt Vinh Y Tiếu cười tươi, ánh mắt đầy sự tính toán. Túc chỉ cùng Hồ Cửu nhìn thôi cũng biết, bọn họ có lẽ tra ra một hai chuyện, tỷ như Hồ Lâm nhận Hồ Cửu nhưng bị từ chối. Vinh Thiếu, cậu chắc chắn mời tên nhãi này chứ. Hồ Lâm hé mắt khinh thường nhìn Vinh Thiếu. Dù sao nó cũng chỉ là một tên ất ơ mà thôi, Hồ Lâm cười như Vinh Thiếu vừa đặt cược sai chỗ. Trần Giai Linh cũng hơi níu tay Vinh Y Thiếu, dù nhìn Hồ Cửu vẫn có khí chất bá đạo, nhưng cô ta vẫn không thích tiệc của mình có kẻ không ra gì. Cuống hồ hôm đó, chiến thần, trình vũ kia cũng có mặt. Còn có một số người quan trọng, cô ta thực sự không muốn kẻ vô danh xuất hiện. Túc chỉ nhìn Hồ Lâm, anh ta muốn chiêu tức ông ta một chút. Dù sao Hồ ra chẳng phải đi tìm người. Đi một vòng lớn lại đánh mất người quan trọng nhất, không biết vẻ mặt ông ta sẽ ra sao. Thật ra, anh Hồ cũng là quân nhân, có thể sắp tới chức vị còn cao hơn tôi. Túc chỉ nở nụ cười rảo hoạt nhìn Hồ cửu mà nói. Thật ra, anh Hồ cũng là quân nhân có thể sắp tới chức vị còn cao hơn tôi. Túc Trì nở nụ cười rảo hoạt nhìn Hồ Cửu mà nói. Hồ Cửu lạnh nhạt, cũng không biểu hiện gì, ngoài mặt cũng không có chút gì là vui mừng. Anh biết Túc Trì là muốn làm Hồ Lâm hối mà không kịp. Vẫn nên đi, Hồ Cửu nói xong đi thẳng. Chúng tôi sẽ chờ hai vị, Vinh Y Tiếu cùng chân dai linh cúi đầu tỏ sự kính trọng. Mà Hồ Lâm bây giờ hơi lảo đảo. Ông ta choáng váng, Hồ Cửu sao có thể là quân nhân? Mấy lần ông ta thấy hồ cửu cùng một tên đầu đường xó chợ, ăn mặc không giống ai, còn gây sự vô cớ. Bọn họ còn khử khá nhiều người hồ ra cử đến, thậm chí tốt người đi cướp dung vị cũng bị bọn họ xử lý ác độc. Mà quân nhân thì làm sao có thể làm được những việc đó chứ? Hồ Lâm hối hận có thừa, nhưng nhiều hơn vẫn là sự không cam tâm. Hồ Lâm hối hận có thừa, nhưng nhiều hơn vẫn là sự không cam tâm. Chợt ông ta nghĩ ra gì đó. Vinh Thiếu, trần tiểu thư hồ lâm tôi có việc cần xử lý hẹn gặp các vị thời gian tới nói rồi ông quay đầu vội vàng đi vinh y tiếu nhìn dáng vẻ ông ta cười lớn thành tiếng giai linh em xem kia ha 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 đứa cháu mình coi thường lại là nơi mình có thể dựa vào hồ ra biết được thì em nghĩ xem hồ lâm thảm rồi vinh y tiếu nhiều lần ăn thiệt bởi hồ lâm sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội này chưa kể hồ cửu quả thật là tiền đồ vô lượng vậy thì hắn cần nắm bắt ngay không thể để bất kỳ mối quan hệ quý giá nào tuột mất tầm tay y thiếu về phòng đi hôm nay em có quà cho anh trần giai linh đỏ mặt nói vinh thiếu nhìn ra dáng vẻ kia xem ra là điều hắn đang nghĩ được nên về nghỉ ngơi hắn vội vàng phân phó sau đó đưa trần giai linh lên phòng quả nhiên trần giai linh cùng hắn uống thêm chút rượu tăng thêm kịch tình còn có cô ta viện cớ lần đầu ngại ngùng muốn tắt hết đèn mà Vinh Y Tiếu thực sự tin tưởng, lại cho rằng dù sao Trần Giai Linh cũng là tiểu thư danh gia, cũng nên nhẹ nhàng. Chỉ là hắn quá bất ngờ khi Trần Giai Linh chủ động. Một đêm trôi qua, có lẽ Vinh Y Tiếu là kẻ đắc ý nhất, Trần Giai Linh cũng thành công thực hiện âm mưu của mình. Sáng hôm sau, khi Hồ Cửu đang xem xét tất cả tư liệu năm đó mà Hồ Gia che giấu. Anh chợt phát hiện, mẹ anh là Hồ Thúy có thai, nhưng không ai biết ai là tác giả của cái thai, có thể nói, hiện tại cha anh là ai cũng là ẩn số cả đêm suy tư hồ cửu cũng không muốn nghĩ nữa dù là ai cũng không còn liên quan đến anh nữa nếu họ thực sự quan tâm thì đã tìm mẹ anh tìm hồ ra tìm anh hoặc cũng có thể anh là kết quả của một sự sỉ nhục nào đó vậy thì có gì phải nghĩ long chủ bên trần gia cùng vinh gia đang ra sức tranh phiếu tín nhiệm có vẻ không được khả quan cứu thủ đặt thêm một số tài liệu lên bàn hồ cửu đang ngồi vậy nên bọn họ muốn kết thân với chiến thần hồ cửu cười cười nhìn chồng tư liệu kia anh cũng không mở ra xem dù sao anh cũng biết trong đó biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn vinh ra bên kia dường như để cho vinh thúy hà tới thành phố ra có lẽ Hiếu thủ nói đến đây chợt ngừng lại nhìn hồ cửu anh nhìn ánh mắt hiếu thủ cũng hiểu anh ta muốn nói gì chuyện đó còn lạ sao đưa người lên giường chiến thần hồ cửu lắc lắc đầu nói anh không hiểu bọn người này nghĩ gì một người phụ nữ đổi lấy được bao nhiêu lợi ích anh không hiểu bọn người này nghĩ gì một người phụ nữ đổi lấy được bao nhiêu lợi ích nếu là chơi chán bỏ đi thì lợi ích coi như mất vậy lại tìm người khác bao nhiêu người chứ anh rất không thích cách mà bọn người này làm nếu có bản lĩnh tự thân đi lấy tự bản thân tạo quan hệ sao cứ phải dùng phụ nữ đổi lấy khi họ không có gì lại vứt bỏ nhìn lục ra lúc trước cũng thấy bọn họ có thể hy sinh lục thạc không chút suy nghĩ vậy đám người này làm còn mạnh tay hơn. Trần gia không có động tính sao? Hồ Cửu chợt hỏi. Không có, nhưng Trần Tiểu Thư kia được mọi người tán tụng là tính toán sắc bén, tôi nghĩ cô ta cũng sẽ có chuẩn bị. Hiếu thủ gãi gãi đầu nói, cái này cậu cũng nghĩ ra được. Hồ Cửu nhướng mày nhìn Hiếu thủ hỏi. Là, lão Lý nói, anh ta ấp úng. Cùng là quân nhân, anh ta không có cái diễm phúc bị người vây quanh như thế, sao biết được cái gì là phức tạp quan hệ cứ dùng bạo lực có phải là xong rồi sao? Vẫn nên đi học hỏi lão Lý nhiều hơn đi. Hồ Cửu cười cười rồi nói, gọi lão Lý cùng Hoàng Đàn vào đây, anh phân phó. Hiểu thủ nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi, dạo này anh ta thường bị mọi người lấy ra làm trò đùa nha, không chạy mới lạ. Bọn họ toàn nói gì gì đó khó hiểu, anh ta hỏi người nào cũng nhìn anh ta cười bí hiểm. Quá ức hiếp người mà. Long chủ, Hoàng Đàn cùng lão Lý cúi đầu chào cung kính, trần gia hiện tại có gì đặc biệt trần gia gần đây lép vé so với vinh gia nhỉnh hơn hồ gia một chút vì vậy bọn họ mới có chuyện liên hôn hoàng đàn nhìn qua cũng nắm rõ tình hình trần gia gần đây lép vé so với vinh gia nhỉnh hơn hồ gia một chút vì vậy bọn họ mới có chuyện liên hôn hoàng đàn nhìn qua cũng nắm rõ tình hình hồ cửu gật đầu vinh gia bên kia cũng có chỗ đứng hồ cửu cảm thán nói người của gia tộc bí ẩn hành động rồi họ giúp đỡ Vinh ra nhiều hơn, còn có hồ ra giường như bị cô lập. Chưa kể, lão Lý hơi ngập ngừng. Nói rõ đi, hồ cửu hiểu ông ta muốn nói gì. Thật ra, chiến thần, giả kia e là muốn để chiến thần thật là ngài suốt đầu lộ diện. Hoặc làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài. Lão Lý nhíu mày lo lắng. Hồ cửu gật đầu rất hài lòng biểu hiện của lão Lý. Có thể hiểu tường tận như ông không phải dễ. Anh lên tiếng khen ngợi. Lão Lý cúi đầu kích động không thôi ông là đang được vị chiến thần trong truyền thuyết khen ngợi đó nha, không tự hào thì thật có lỗi với bản thân. Chương 144, hối hận không có thuốc chữa. Thật ra bọn họ chơi đùa cứ để họ chơi đùa, đám gia tộc bí kia suy cho cùng cũng vì lợi ích. Hồ Cửu cười cười rồi nói, lão Lý nghiền ngẫm gì đó, hoàng đàn cũng thấy chuyện này không chỉ đơn giản chỉ là bôi xấu chiến thần. Còn gì sao, anh nhìn mọi người ra sức suy nghĩ mà hỏi. Thật ra anh hiểu rõ âm mưu của bọn người đại gia tộc bí ẩn kia không chỉ bôi xấu ép chiến thần thật lộ diện. Có thể mục đích của họ là sau khi chiến thần lộ danh tính mới ra tay thực sự. Tất nhiên họ không chỉ muốn chiến thần xuất đầu lộ diện. Hồ Cửu thần bí cười, "Long chủ, kia là lão Lý Nghi hoặc." Hoàng đàn chợt nhớ ra gì đó, bạch ra, hắn hơi hơi nhíu mày. "Họ cũng không biết bạch ra được tôi cứu đi." Hồ Cửu lại lắc đầu cả hai người lão lý cùng hoàng đàn hơi ngứa người cảm giác mơ hồ họ cũng chưa nghĩ ra được âm mưu gì phía sau hồ cửu cũng không có ý định giải thích với họ dù sao bọn họ muốn quấy động nồi nước đục này thì cứ để họ làm đi chuyện của anh thì anh cứ làm thôi tham gia một màn hài kịch có phải tốt hơn không cứ xem như giải trí một chút trước khi đi tới phương bắc đi anh cũng có mục đích phía sau mà lâu nay anh chưa từng có cơ hội thực hiện có lẽ lần này có thể đi được rồi Lúc này điện thoại Hồ Cửu chợt reo lên, màn hình điện thoại hiển thị chính là Lục Thạc. Hữu thủ cũng nhìn thấy, im lặng cho mọi người một ánh mắt. Ai cũng hiểu ý, nhanh chóng viện cớ ra ngoài. Ai cũng hiểu ý, nhanh chóng viện cớ ra ngoài. Anh đây, giọng Hồ Cửu hơi cứng ngắt, thủ tục xong rồi. Anh có thể về một chút không? Lục Thạc lấy hết dũng khí nói. Hồ Cửu nắm điện thoại chặt hơn, như cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn. Được, anh chỉ ngắt gọn đáp. Anh, khi nào có thể về được? Lục Thạc thực sự chỉ là quan tâm anh một chút, nhưng Hồ Cửu lại nghĩ Lục Thạc là muốn nhanh chóng thoát khỏi anh, lòng anh hơi đau lòng một chút. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nhiều ngày qua, nhưng khi đối diện với sự việc này, anh vẫn có chút không nỡ. Lát nữa anh đến, Hồ Cửu nói xong thì chủ động cúp máy. Anh sợ rằng nếu như còn nghe tiếp anh sẽ không khống chế được bản thân mà không muốn ký vào đơn ly hôn. Thật ra, với vị trí của anh hiện tại, chỉ cần nói ra Lục Thạc sẽ không quyết định ly hôn sao? Chỉ là anh từng nói nhưng cô không tin anh. Quả thực lòng tin là thứ mất đi mãi mãi không thể lấy lại được, dù cho anh có dùng quyền thế ép cô ở bên anh, đó chỉ là miễn cưỡng. Có lẽ cuộc hôn nhân này đến đây đã tận duyên. Hồ Cửu thở dài, cứ xem như là ông trời muốn tôi đi khỏi đây. Hồ Cửu tự nói với bản thân, anh quyết tâm dù có đi khỏi nơi đây, dù Lục Thạc không còn là vợ anh thì anh vẫn phải đảm bảo đây là nơi an toàn cho cô vùng vẫy. Chí ít đây là thứ cuối cùng anh có thể làm được cho cô. Hữu thủ ở bên ngoài, cũng chờ sẵn. Hữu thủ ở bên ngoài, cũng chờ sẵn. Đi thôi, về biệt thự Nhật Hạ. Anh nói ngắn gọn, nhìn vẻ mặt hồ cửu, hữu thủ cũng hiểu ra vài phần, cũng không nhiều lời nhanh chóng lái xe. Anh Hồ, cũng là lâu năm cùng nhau, có một số chuyện thực sự muốn nói, hữu thủ mở lời hồ cửu vẫn lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ xe không nói gì thấy vậy hữu thủ thở dài thật ra bạch thố cũng rất tốt cũng rất hiểu chuyện hữu thủ cảm thấy ấm ức thay cho cả bạch thố lẫn hồ cửu lục thạc có gì tốt chứ nhiều lần hồ cửu vì cô mà làm mọi thứ kể cả chuyện nhúng chảm uy danh chiến thần muốn trở thành một ông trùm thực thụ xây lên một đế chế vững chắc đủ bảo vệ cô một đời an yên vậy mà có nhiều chuyện không phải cậu nghĩ đúng là sẽ đúng." Hồ Cửu vẫn lạnh nhạt đáp, cũng có những chuyện người ngoài cuộc sáng tỏ, Hữu Thủ vẫn là muốn vì Bạch Thố mà nói một chút. Anh ta hơi thở dài một chút. Hồ Cửu cũng không nói gì, dù sao đối với anh bây giờ thời gian này có lẽ quá mức khó khăn. "Long chủ, tới nơi." Hữu Thủ đổi xưng hô. Hồ Cửu hơi nhìn anh ta một chút, sau đó đi vào trong biệt thự Nhật Hạ. Lục Thạc dường như đã chuẩn bị sẵn cả lục chỉ cũng ngồi chờ anh ở phòng khách. Anh về rồi, lục thạc gượng cười nói. Nào, ăn cơm đi, lâu rồi không cùng ăn cơm, lục chỉ lên tiếng. Thật ra ông là cha của lục thạc, vẫn luôn giữ thế trung lập trong mọi chuyện ngẫm đi ngẫm lại thì hồ cửu cũng khá tốt, tuy không tiền đồ, nhưng có gì tốt nhất đều dành cho cha con ông. Lục thạc đang định nói về thủ tục ly hôn thì bị cha cắt ngang, cũng đành đi theo. Hồ Cửu không nói gì vẫn theo tới bàn ăn mọi người đều ngồi vào vị trí quen thuộc, chỉ là bữa ăn hôm nay ai cũng có suy nghĩ riêng, vô cùng yên tĩnh. Hồ Cửu chậm rãi ăn, cảm giác vị thức ăn không giống trước. Anh chợt nghĩ ra gì đó, quả thật vị đồ ăn không phải không giống, chỉ là không giống những gì Bạch Thố từng làm cho anh ăn. Chỉ là trong lòng chợt có gì đó lướt quá, rất khó nắm bắt. Anh không ngon sao, Lục chỉ quan tâm hỏi. Không, con chỉ là có chút no. Hồ Cửu lắc đầu nói anh cũng buông chén đũa xuống. Em muốn anh ký vào đâu? Anh sẽ hoàn thành mọi thủ tục cho em." Hồ Cửu cũng không chần trừ mà nói thẳng, dù sao cũng đã đến đây, tốt nhất nên giải quyết cho xong. "Cũng nên ăn xong bữa đã." Lục Chỉ cảm thấy có chút áy náy. "Cha, không sao, dù sao cũng nên hoàn thành." Hồ Cửu cười nói. Lục Thạc lúc này có hơi do dự. Chương 145: Lấy lòng nịnh bợ. Tôi có nghe nói, chiến thần đã về đây lục thạc chợt lên tiếng anh có thể gặp ngài ấy biết đâu có thể cô là đang quan tâm anh bản thân cô tuy nhận định không còn tình cảm với anh nhưng vẫn muốn tốt cho anh dù sao anh cũng có ơn gì đó với vị chiến thần kia nhờ người ta giúp đỡ chút chuyện việc làm hay kinh doanh cũng có thể chuyện đó anh tự sắp xếp em đừng lo hồ cửu nghe lục thạc nhắc tới tên giả mạo kia thì hơi khó chịu thấy hồ cửu không mấy vui vẻ lòng lục thạc lại có chút không yên anh xem dù sao cũng về lâu vậy rồi nhờ vào một chút tìm chút việc cũng tốt cho anh tôi là đang lo lắng cho anh lục thạc có hơi giận mà nói cảm giác như hồ cửu đến lúc này vẫn xỉ diện hảo cảm ơn em hồ cửu cũng không giận lục thạc chuyện đó anh tự sắp xếp em đừng lo hồ cửu nghe lục thạc nhắc tới tên giả mạo kia thì hơi khó chịu thấy hồ cửu không mấy vui vẻ lòng lục thạc lại có chút không yên anh xem dù sao cũng về lâu vậy rồi nhờ vào một chút tìm chút việc cũng tốt cho anh tôi là đang lo lắng cho anh lục thạc có hơi giận mà nói cảm giác như hồ cửu đến lúc này vẫn xỉ diện hảo cảm ơn em hồ cửu cũng không giận lục thạc anh tiếp tục nhìn thủ tục trên bàn cũng nhanh chóng lấy bút ký tên lên chỗ còn trống anh khi thấy hồ cửu ký tên lên tờ đơn lòng cô có gì đó không nỡ cô có dự cảm gì đó cứ như là bản thân mất đi thứ gì lớn lao xong rồi hồ cửu ngước nhìn cô rồi nói nếu không có gì anh đi trước mọi việc anh đã sắp xếp ổn thỏa sau này có gì cần cứ gọi anh hồ cửu nhìn cô dịu dàng cười rồi nói xong rồi hồ cửu ngước nhìn cô rồi nói nếu không có gì anh đi trước mọi việc anh đã sắp xếp ổn thỏa sau này có gì cần cứ gọi anh hồ cửu nhìn cô dịu dàng cười rồi nói lục thạc nghe hồ cửu nói xong lại có chút tức giận tại sao cô lại cảm giác bản thân lại làm sai chứ được rồi tôi chỉ mong anh không có việc gì là tốt rồi lục thạc hạ giọng nói vậy anh đi cha con xin phép hồ cửu nhanh chóng rời đi lục chỉ thấy bóng lưng của hồ cửu nhanh chóng rời đi trong lòng cũng cảm giác vô cùng mất mát lục thạc cha luôn ủng hộ con nhưng lần này con có lẽ quyết định vội vàng rồi ông lắc đầu thở dài con cũng không còn tình cảm với anh ta lục thạc nhìn theo bóng lưng lại có chút gì đó hối hận con cũng không còn tình cảm với anh ta lục thạc nhìn theo bóng lưng lại có chút gì đó hối hận lục chỉ lắc đầu có đôi khi hôn nhân không nằm mỗi chữ tình mà có khi chữ tình ấy không phải như con thấy ông nói xong thì lên phòng lục thạc ngồi thần thờ ở phòng khách cô luôn cảm giác chỉ cần thoát khỏi người chồng vô dụng thì sẽ được tự do vùng vẫy nhưng nhìn tờ đơn có chữ ký của hồ cửu cô lại nhớ đến mỗi lần cô gặp nguy hiểm anh đều xuất hiện quả thực anh không còn hào quang như trước từ khi anh về mọi chuyện của cô cũng tốt hơn nhưng mà cô thực sự muốn thoát khỏi hôn nhân có lẽ vì sự ích kỷ của cô cũng có lẽ cô đã thay lòng lúc này hồ cửu ra ngoài hữu thủ đã đứng chờ sẵn anh ta biết hôm nay có lẽ ngày khó khăn với hồ cửu chúng ta hữu thủ muốn hỏi nên đi đâu chúng ta hữu thủ muốn hỏi nên đi đâu tôi đói rồi hồ cửu nói hiếu thủ khó hiểu nếu đói thì có phải đi ăn không ăn ở đâu trước giờ hiếu thủ cũng chưa từng thấy hồ cửu yêu cầu gì gần đây có nhà hàng chúng ta có thể về núi hàng hiếu thủ đang định quay xe đi thì chợt nghe hồ cửu nói anh ta nhìn hồ cửu khó hiểu đói về núi hàng ở đó có gì để ăn sao chợt mắt hiếu thủ sáng lên anh ta cười tươi nụ cười thật tâm không hề có chút gian trá vâng sẽ nhanh thật nhanh, hữu thủ nhanh chóng lái xe đi, anh ta chỉ thiếu chút gọi ngay cho bạch thố. Cậu có vẻ vui thì phải, hồ cửu nhướng mày nói, nhìn cũng thấy hữu thủ là đang vô cùng vui vẻ. À, e hèm, không, ngài, tôi không vui, hữu thủ nhanh chóng điều chỉnh thái độ, ai không biết còn nghĩ cậu về với vợ đấy. Hữu thủ nghe hồ cửu nói xém chút sặc nước bọt, gì chứ? Anh ta là trai tân, trai tân, cũng không muốn vướng bận chuyện tình cảm hay phụ nữ. Thật rắc rối. Long chủ à, anh hồ à, tôi vẫn là không cần cái gì đó tình cảm hay vợ đâu." Hiếu thủ thẳng thắn khẳng định, hình như mẹ của Bạch Thố rất thích cậu, Hồ cửu nhất quyết không buông tha Hiếu thủ. "Gì chứ, không tình cảm vợ con, về núi hàng thì vui hơn cả được nghỉ phép, đây là cái gì? Rõ ràng bị người mua chuộc nhân tâm, ngài tha cho tôi đi, tôi không gánh nổi." Hiếu thủ đổ mồ hôi. Chỉ cần nghĩ tới nếu anh ta có thể bị mẹ Bạch Thố tóm, vậy không phải là cha dượng của Bạch Thố, còn có. Hồ cửu nếu với Bạch Thố, vậy, thiếu thủ lắc lắc đầu, nghĩ thôi thấy kinh khủng rồi. Anh ta nghĩ quá nhiều rồi. Xe đột một thắng gấp. Ngày sau này đừng nên nói những chuyện kinh khủng như thế, tâm hồn tôi khá mỏng manh. thiếu thủ lắc lắc đầu, chuẩn bị xuống xe giải quyết vụ va chạm xe kia. Xui xẻo rồi, lại đâm phải xe người ta. Hồ tiêu hữu thủ lại cảm thán cái tên này đúng là âm hồn bất tán gãy chân vẫn đi lung tung gây chuyện hồ lâm có lẽ cũng khá đau đầu với hắn lại là chúng mày hồ tiêu khệ nệ vác theo chiếc chân gãy đang bó bột âm hồn bất tán hữu thủ lắc đầu nói hồ tiêu nghe xong đen mặt mày dám nói tao như thế nói thế thì sao hữu thủ vừa bị hồ cửu hù dọa cũng kiếm được người xả giận audio điện tử võ tấn bền chương 146, tâm ý mọi người. Hiếu thủ đang rất là vội, thực sự anh ta đang rất muốn đưa hồ cửu tới chỗ bạch thố càng nhanh càng tốt. Làm sao lại muốn dây dưa với tên hồ tiêu này chứ? Tên hồ tiêu này như âm hồn, không yên tĩnh được chút nào, cản đường người khác còn cả thái độ lồi lõm. Lần trước nhịn là một, không có nghĩa là lần này phải nhịn. Đi xe không có mắt à, cứ thế mà phóng, nếu không phải tôi tay lái tốt thì các người tính đâm vào ai hả? thiếu thủ chút bao nhiêu bực dọc, một hơi nói đến mức đám người hồ tiêu không thể xen vào được. Mày! Gì chứ? Đại gia tộc chó má gì chứ? Hở ra là mày, hở ra dọa, có chút chuyện cũng làm quá lên. Nói xong, Hiếu thủ chỉ tay về phía mấy tên bảo vệ tiếp tục mắng. Các người, vệ sĩ là bảo vệ chủ nhân, vậy có biết để chủ nhân tránh phiền phức không hả? Hay là cứ dùng túng tên ngu ngốc này quậy phá xong đi đánh người ta hả? Nói đi chứ, tâm à hữu thủ hùng hổ mà mắng bọn họ làm gì có cơ hội chen vào câu nào chứ hữu thủ được rồi hồ cửu thấy hữu thủ mắng người cũng hơi bất ngờ trước giờ anh ta là người được xem là hiền nhất trong quân doanh chỉ khi thực hiện nhiệm vụ thì hữu thủ lại vô cùng nghiêm túc không khác gì sát thần nếu không phải hồ cửu biết rõ hữu thủ thì vừa rồi còn nghĩ anh ta có lẽ đang tranh giành chỗ buôn bán cùng nên chúng mày được lắm lần trước là lão chú của tao nhẹ tay mới để chúng mày được nước lấn tới. Lần này đừng hòng thoát, tao nuôi chúng mày để làm cảnh á, còn không biết sông lên, hồ tiêu đen mặt quát. Gì chứ, hắn ở phương Bắc còn chưa ai dám to tiếng, dù là đám người vinh ra hay trần ra, có muốn nói xấu hắn cũng là tìm nơi khuất mặt hắn. Từ khi nào cái thành phố ra nhỏ bé này, bất kỳ ai cũng có thể coi thường hắn chứ. Tôi khuyên hồ thiếu cậu nên biến đi. Nếu không, hồ cử phủi phủi bụi ở bả vai trái nói với giọng nghiêm nghị nếu không thì sao tao muốn xem mày có bao nhiêu năng lực lên hồ tiêu vẫn chưa biết sợ là gì hắn vẫn nghĩ rằng người chú kia suốt ngày ngó trước nhìn sau còn hắn chỉ cần hùng hổ xông tới không phải có hổ ra sao nếu không mang danh đại gia tộc làm gì khi bản thân làm gì phải ngó trước nhìn sau chứ cũng không phải lần đầu hắn làm càng thêm một lần cũng không sao được ông đây cũng đang ngứa tay hiếu thủ cũng không đợi hồ cửu ra lệnh nhanh chóng di chuyển một phải một trái mặc kệ là đang ở trên đường cao tốc cũng mặc kệ có bao nhiêu người cứ thế mà đánh mỗi một đòn là bao nhiêu lực đạo đám vệ sĩ nhìn thấy cũng không dám nhúc nhích nào lên đi ông đây lâu rồi chưa sảng khoái đến vậy hiếu thủ cũng không ngừng khiêu khích nhìn dáng vẻ hiếu thủ như vậy hồ cửu vô cùng khó hiểu hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc sao hiếu thủ Hồ Cửu lên tiếng kêu, nhưng như nghĩ lại gì đó. Hiếu thủ, Hồ Cửu lên tiếng kêu, nhưng như nghĩ lại gì đó, tiếp tục đi. Thôi xem như cho anh ta xả giận, có lẽ có chuyện thật. Hồ Cửu cười cười rồi quay vào xe. Dù sao Hiếu thủ cũng tự biết tình hình, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện quá đáng. Quả thực chưa đầy 10 phút, Hiếu thủ vào xe, trên người toát ra một vẻ thoải mái. Thích đánh người vậy sao? Hồ Cửu lên tiếng lần đầu tiên hồ cửu hơi tò mò muốn nhìn hiện trạng anh nhướng người lên một chút nhìn qua cửa kín cảnh tượng cũng không có gì bất ngờ chỉ là hồ tiêu bị lột hết quần áo trói vào cánh cửa xe của hắn còn đám vệ sĩ nằm la liệt hồ tiêu kia quá đáng ghét gãy chân thì nằm yên đi đi lung tung chọc phá người hữu thủ nhanh chóng nói nghe vậy hồ cửu bật cười hữu thủ hóa ra còn có một mặt thú vị thế này rất nhanh xe của hữu thủ cùng hồ cửu đã tới nơi cần đổi xe để lên núi hàng. Lại tới, lão hắc vẻ mặt ghét bỏ nói. Lão hồ đồ, đừng nhiều chuyện, đánh cờ. Lão bạch ngắt lời lão hắc, hữu thủ dạng dỡ, nhanh chóng đi vào. Anh, tới rồi, bạch thố thấy hồ cửu thì vừa vui mừng vừa ngập ngừng. Anh ấy đang đói, cực kỳ đói, bạch tiểu thư có thể, hữu thủ nhanh chóng lên tiếng. Vui vẻ ra mặt, vì dù sao anh ta cũng được ăn ké đồ ăn ngon của bạch thố đây chính là lộc ăn nha tôi còn chưa nói gì hồ cửu nhíu mày nhìn vẻ mặt hớn hở của hữu thủ ngài mới nói là đói hữu thủ gãi đầu bạch thố đừng bên cạnh cúi đầu cười được được chờ một chút em nấu chút gì đó cho mọi người nói xong cô nhanh chóng đi vào trong hồ cửu cũng chưa kịp nói gì dạo này cậu có vẻ nhiều chuyện hơn hồ cửu nhìn hữu thủ anh ta gãi gãi đầu dù sao thâm tâm anh ta thực sự muốn Bạch Thố có thể ở cùng Hồ Cửu. Sư phụ, Bạch Thương nhanh chóng chạy lại. Bạch Hiếu, chúng ta đi, ra sau vườn luyện chút thế võ. Lúc trước còn chưa nói rõ, hiếu thủ như vớ được phao cứu mạng, nhanh chóng cùng Bạch Thương ra sau vườn, cùng luyện chút thế võ. Hồ Cửu cũng không bắt bẻ, chỉ cười cười. Anh đi ra ngoài, trên sườn núi nhìn xuống, cảm giác nơi đây thật bình yên đến lạ. Cảm thấy mệt mỏi. Mỹ Họa lên tiếng hỏi: tuy đã có tuổi nhưng bà ta vẫn là một quá phụ khá mặn mà, khí chất cũng hơn người. Hồ cửu nhìn thấy bà ta cũng không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. chương 147, ý của Vinh Thiếu. Mỹ họa cho dù tham tài đi nữa nhưng với số tuổi này thì bà ta nhìn qua cũng biết người trẻ. Nghĩ gì? Chiến thần quả thực là người khó gần, khó đoán, nhưng dính tới tình cảm thì ai không như ai. Chứ, tôi không biết cậu có chuyện gì, nhưng bạch thố nhà tôi với cậu là thật lòng nói xong bà ta liếc nhìn hồ cửu thấy anh vẫn im lặng không nói gì thì thở dài nhưng trách thì trách nó vô phúc mắt mù nhìn ai không nhìn lại nhìn trùng cậu xem như số nó khổ tôi biết cậu là chiến thần trong truyền thuyết một người có thể nói là được nhiều người săn đón bản thân tôi cũng từng rất ngưỡng mộ chỉ là với một người như cậu ở bên cạnh cậu nếu không phải là một người có khả năng cùng cậu gánh vác thì phải là người yên yên ổn ổn an phận ở sau cậu. Dù là loại nào, tôi cũng không mong bạch thố nhà tôi dính tới cậu. Nếu là một người có thể đứng bên cạnh cậu gánh vác thì quá nguy hiểm, nếu là một người yên phận thì quá đáng thương. Mỹ họa nhìn qua hồ cửu, vẫn thấy anh im lặng, nét mặt không đổi. Bà biết dù bà nói gì, đúng sai ra sao thì hồ cửu vẫn không thể đáp lời. Nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của con gái tôi dù sao nó có đau khổ hay tổn thương tôi cũng chỉ có thể bên cạnh an ủi nó hạnh phúc tôi chỉ có thể thầm vui mừng thay cho nó biết sao được chứ người trẻ thật khó hiểu bạch thố cũng nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn bản thân thôi nói xong mỹ họa lắc lắc đầu ôm mớ rau rừng vừa mới cắt đi về bạch thố còn chờ đảm rau này của bà để nấu ăn nha đi được một đoạn bà quay lại nhìn hồ cửu cảm giác bất lực lắc đầu thôi thì xem như bạch thố nhà bà mơ mộng hảo thôi Người như chiến thần, không thể chạm vào. "Con bé ngốc." Mỹ Họa cảm thán. Bà thuận tay hái ít hoa dại, muốn trang trí một chút, có lẽ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xinh đẹp này thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Hồ Cửu vẫn đứng đó, từng đợt gió phảng phất càng làm anh tỉnh táo hơn. Anh nghe rõ những gì Mỹ Họa nói, anh biết bà ta nói đúng. Vị trí của anh, nhìn cao cao tại thượng nhưng cũng nguy hiểm cùng cám dỗ. Tâm ý Bạch Thố không phải anh không thấy, chỉ là hồ cửu lắc lắc đầu nếu muốn những người mình yêu thương quan tâm được bình yên không lo lắng thì anh phải nắm chắc mọi thứ anh không muốn bất kỳ ai chịu khổ vì anh hồ cửu cứ đứng đó rất lâu cho đến khi bạch thương chạy tới gọi anh anh hồ cửu chị bạch thố nồi cơm xong rồi anh vào ăn thôi anh gật gật đầu quay về ngồi vào bàn ăn mùi thơm đồ ăn làm anh cảm giác thèm ăn rất ngon tuy chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng bạch thố lại rất vui vẻ sự vui vẻ của cô làm cho mọi người xung quanh cũng muốn vui theo. Đồ vô tâm vô phế. Lão Hắc nhìn thấy Bạch Thố vui vẻ đến muôn nở hoa, không nhịn được mà trách hồ cửu. Anh vẫn ung dung ăn uống mặc kệ Lão Hắc nói gì. Nhưng không ai hiểu, trong lòng anh có chút ấm áp khó có. Trong lúc chiến thần thật còn đang nghỉ ngơi ở núi Hàng, thì chiến thần phách đang miệt mài nhận quà cáp từ nhiều người. Mà Vinh Y Tiểu cũng đã tránh được tầm mắt của Trần Giai Linh, nhanh chóng tìm tới Trình Vũ. Ngài xem, Vinh Y Tiếu vừa nói vừa đưa ra một hộp nhỏ xem như là quà. Hắn còn hất mắt, một cô gái vô cùng thanh thuần, gương mặt khả ái, ánh mắt ửng đỏ như vừa khóc. Ý của Vinh Thiếu, Trình Vũ nhìn qua cũng biết ý của Vinh Y Tiểu nhưng hắn ta vẫn giả vờ như không hiểu. Vinh Y Tiểu nhìn đi nhìn lại, vẫn không hài lòng việc có tên vệ sĩ vẫn đứng sau lưng Trình Vũ. Vinh Thiếu, đây là những anh em vào sinh ra tử với tôi. Nếu để họ đi thì không khác nào coi thường họ cả. Nói xong câu này, Trình Vũ hơi nhướng mày, giả vờ như không vừa ý. "Ấy, không không, tôi làm sao có ý đó được, chỉ là tôi sợ anh ta ngại ngùng." Vinh Y tiểu nhanh chóng kiếm cớ. Người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn không biểu cảm, kính đen che đi thần sắc ánh mắt của ông ta. "Vinh thiếu cứ tự nhiên." Chương 148, không cần, chuyện này cứ vậy đi. Tuy Trình Vũ cũng hơi ái ngại, nhưng làm sao được chứ ông ta không phải là vệ sĩ nha nói trắng ra là người quản lý hắn làm sao có thể để ông ta đi nhưng ông ta đứng đây cũng thật khó chịu ngài thử xem món quà kia ngài hài lòng chứ vinh y tiểu vô cùng mong chờ ánh mắt cứ thôi thúc nhìn vào cái hộp nhỏ mình đã đặt lên bàn chỉ chờ vị chiến thần này mở nó ra vinh thiếu cứ gọi tôi là ngài trình không cần cứ xưng chiến thần quá xa lạ rồi trình vũ cũng không muốn suốt ngày bị kêu lên chiến thần rất khó chịu nha ngài trình thật hân hạnh vinh y tiếu vô cùng vui mừng nghĩ rằng bản thân đã bước một bước gần hơn với quan hệ cùng chiến thần trình vũ cũng nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ ra đây hắn nhíu mày thật sự ngại quá không thể qua được mắt ngài trình đây là thẻ giới hạn vinh gia sẵn sàng vì ngài phụng sự vinh y tiểu tỏ lòng của vinh gia Trình Vũ quả thực không biết kia là thẻ gì, hắn ta chỉ là tên lừa đảo, quanh năm dùng tiền lừa đảo. Sao biết được kia là thẻ đen quyền lực của Vinh gia? Có thể nói hầu hết gia sản Vinh gia chính là nằm ở đây cả. Chỉ cần Trình Vũ muốn có thể dùng bất kỳ lúc nào để mua sắm hay làm bất cứ việc gì. Nếu là trên mặt chính trị, có thể nói Vinh gia là muốn đầu quân cho Chiến Thần, nguyện làm thuộc hạ của Chiến Thần, là một phần của Chiến Thần nhưng trình vũ chỉ cảm thấy đây chính là hối lộ với cả cũng chưa ai nói cho hắn biết công dụng của chiếc thẻ đen này được tôi nhận trình vũ vui vẻ nhận xem như đây là một khoản tiền đảm bảo cho hắn về sau trốn chạy nhưng hắn lại không biết chính chiếc thẻ này làm cho hắn thê thảm còn có kia là vinh thúy hà em họ chi thứ hai của vinh gia thật ra thì vinh gia cảm thấy ngài trình đây vẫn chưa có ai chăm sóc chỉ mong để vinh thúy hà được ở cạnh ngài Vinh Y Tiểu nói xong thì nhìn Vinh Thủy Hà bằng ánh mắt đe dọa. Ánh mắt kia của Vinh Y Tiếu quá mức lộ liếu, nhìn qua cũng biết Vinh Thủy Hà đang bị ép buộc. Vinh Thủy Hà dù sao cũng là chi thứ hai, tuy không được bằng chi chính, nhưng tính ra vẫn xem là tiểu thư danh giá một vùng. Hôn nhân có thể trèo cao một chút, hoặc môn đăng hộ đối cũng đủ làm cho mọi người ganh tị với cô ta. Chỉ là, hiện tại chi chính lại ép buộc Vinh Thủy Hà làm tình nhân cho người được gọi là chiến thần vị vinh tiểu thư này, trình vũ còn đang muốn lên tiếng nhận người. Gã vệ sĩ sau lưng đã nói gì đó vào tai hắn, vẻ mặt hắn hơi khó coi, nhưng rất nhanh được điều chỉnh. Vinh thiếu, tấm lòng của cậu tôi nhận, thẻ này là đủ, vinh thúy hạ kia, vẫn là thời đi. Trình vũ ánh mắt lóe lên tia tiếc nuối. Thật ra gã đàn ông áo đen kia không muốn trình vũ bị bại lộ sớm hoặc chỉ ít là không muốn bọn người kia nghi ngờ sớm như vậy có thể để đại gia tộc trả cái giá đưa người đến làm tình nhân thì chắc hẳn điều kiện sẽ rất khó thực hiện. Dù đại gia tộc bí ẩn kia có tiềm lực lớn, nhưng họ vẫn không thể nhúng tay vào chính trường chính trị. Họ chỉ có thể xử lý những thứ liên quan tiền tài mà thôi. Nhưng gã đàn ông đó cũng không thể ngờ, Trình Vũ vào đêm tiệc hôm trước đã thành công biến Trần Tiểu Thư dòng chính Trần ra làm tình nhân. Ngài Trình đây là không hài lòng, nếu không tôi sẽ đề cử một người khác. Vinh Y Tiếu nhíu mày nhìn Vinh Thúy Hà. Hắn ta cảm thấy là do Vinh Thúy Hà biểu hiện quá kém, cho nên làm chiến thần ghét bỏ. Không cần, chuyện này cứ vậy đi. Trình Vũ nhanh chóng xua tay. Mà Vinh Y Tiếu nhìn thấy vậy cũng không dám nói nhiều hơn, sợ bản thân làm Phật ý quý nhân. Mối quan hệ hắn dày công tạo dựng sẽ sụp đổ. Sắp tới Vinh ra cùng Trần ra sẽ phải đạt đủ phiếu tín nhiệm. Nếu không e rằng, chúng tôi không thể còn ở trong nội bộ chính trị. Vinh Y Tiếu nói xong tỏ vẻ thở dài. Tuy không nói thẳng nhưng chuyện này nói ra cũng là muốn Trình Vũ dùng danh vị chiến thần trợ giúp một chút. mươi 149, ngu ngốc. Vinh Thiếu quá vội rồi. Trần gia hay Vinh gia, tôi không đảm bảo cả hai, chỉ có thể một. Trình Vũ nói không đầu không đuôi, vì hắn ta cũng nghe chuyện này từ gã áo đen. Hắn biết bọn họ hiện tại chỉ là muốn được nhận phiếu tín nhiệm, sau đó mới có thể bành. Trướng Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nhìn gã đàn ông kia hơi nhíu mày, Trình Vũ biết cần tiến Vinh Y Tiểu đi, nếu không sẽ sinh chuyện. Ngài Trình, Vinh Y Tiếu còn muốn nói gì đó. Nhưng còn chưa nói thành cầu thì Trình Vũ đã rời đi. Mà gã vệ sĩ kia lại can hắn lại. Vinh Thiếu, nếu là muốn chiến thần giúp sức, chỉ bằng cậu thử tìm cách làm cho Vinh ra có giá trị hơn. Tỷ như giúp chiến thần lấy được thứ ngài ấy muốn tín nhiệm ở vị trí kia làm sao bằng được đầu quân cho chiến thần vinh ra suy nghĩ một chút gã áo đen ẩn ý nói rồi cũng đi theo trình vũ vinh y tiếu cho rằng đây mới chính là ý trình vũ nhưng ngại nói ra hắn suy nghĩ một chút chuyện này khá hệ trọng cũng không thể mình hắn quyền định chiến thần đây là muốn vinh ra cùng chiến thần có thể hợp tác một chuyện khác tất nhiên theo cách nói kia của gã vệ sĩ thì bọn họ sẽ đạt lợi ích rất cao vô dụng Vinh Y Tiếu đứng dậy nhìn Vinh Thủy Hà lúc này đang thở phào thì quát. Sau đó hắn cũng bỏ đi. Vinh Thủy Hà nhìn mọi người rời đi, cô ta ngồi bệt trong phòng VIP mà uất ức khóc. Cô ta từ nhỏ tới lớn làm gì chịu cảnh này chứ, ngồi cũng không được ngồi, phải mặc bộ đồ đẹp, chỉnh chu nhất. Bày ra bộ dạng tốt nhất, lại chỉ để người ta xem là hàng hóa. Ánh mắt cô ta thống hận nhìn về phía Vinh Y Tiếu biến mất. Mà Trình Vũ cùng gã vệ sĩ lúc này đã lên xe sao ông lại không để tôi nhận cô gái kia có gì khác với cái thẻ đen nhẻm này sao trình vũ bĩu môi bất mãn nói cậu có thể tiêu tiền nhưng với những tiểu thư danh gia cậu không nên động vào gã áo đen kia khinh bỉ nhìn trình vũ sau đó lạnh lùng nói tại sao còn không như nhau dâng lên như món hàng thì cùng là hàng hóa mà thôi có gì khác mà này gia tộc lớn đều thế sao vậy thì những kẻ nhận quà quá sướng rồi còn gì, được tiền, được tình, còn phục vụ tận tâm thể. Nói đến đây Trình Vũ lại nhớ đến buổi tối hoang dại kia liếm liếm môi thèm thuồng. Dù là hàng hóa cũng là loại đặc biệt, cậu xứng sao? Chưa kể họ dâng lên loại này, thì cậu lấy gì đổi lại? Điều kiện không hề nhỏ. Cái gì có thể dùng tiền, tôi có thể để cậu tự do. Nhưng liên quan đến những thứ tiền không giải quyết được, cậu nghĩ cậu giải quyết nổi. Ngu ngốc, gã đàn ông áo đen chém trệ ngồi tựa ra sau ghế, càng mỉa mai mắng hắn ta. Trình Vũ nào có nghe lọt tai câu nào, hắn chỉ cho rằng đám người này chẳng qua lợi dụng tài lừa đảo của hắn. Còn không cho hắn chút mật. Đã vậy hắn càng giấu kỹ chuyện Trần Giai Linh đồng ý qua lại xác thịt với hắn. Nghĩ gì đó, hắn lấy điện thoại ra, nhìn như nghịch điện thoại, thật ra là nhắn cho Trần Giai Linh. Phòng 202, khu sòng Bạc Thái Thiên. Trần Giai Linh lúc này còn đang trinh chu lại bản thân. Vinh Y Tiếu kia tuy không hành có bằng trình vũ, những suy cho cùng những việc vận động đều rất tốn sức. Nhìn tin nhắn kia, lại nhớ tới sự man dở của trình vũ, lòng cô chợt hoảng. Lúc này còn chưa để cô ta định thần, chuông điện thoại đã reo lên. Là mẹ cô ta, mẹ, giọng cô ta hơi mệt mỏi. Con thế nào, Vinh Thiếu, anh ta không nghi ngờ, đều theo lời mẹ trần gia linh cắn răng trả lời chuyện kia bên ban chính trị đã có tin tức lần này trần gia đạt phiếu tín nhiệm cao nhất con đều không uổng công mẹ cũng nói chuyện với cha con nhờ con mới như vậy nhưng mẹ chưa nói chuyện con thẩm thanh hương mím môi nghĩ tới con gái lăn lộn cùng hai người đàn ông thì đau lòng không thôi vậy được rồi xem như con đã làm đúng trần gia linh vui mừng nói địa vị của con hiện tại rất được trần gia xem trọng Mẹ cô ta nhấn mạnh. Con hiểu, Trần Gia Linh cắn răng gật đầu. Con còn có việc, gọi mẹ sau. Nói xong cô ta không chờ đầu dây bên kia nói gì đã vội tắt máy. Vừa nhận tin tốt từ Trần gia, cô ta nhìn tin nhắn. Thăng. Ép. Trần Gia Linh cho rằng Trình Vũ đã giúp Trần gia, hiện tại muốn gặp cô ta là để cô ta trả ơn. Nước mắt tủi nhục rơi xuống. Chương 150 Trừ khi họ tự nguyện phòng ở sòng bạc Thái Thiên dù là cao cấp thì sao chứ? Ở những nơi đó còn thua xa khu resort tầm trung, cô ta không hiểu tại sao chiến thần muốn cô tới đó. Cô ta chỉ có thể phản hồi tin nhắn Trình Vũ một cách ngoan ngoãn. Em sẽ có mặt ngay. Mà Trình Vũ nghe tên áo đen dậy đời suốt chặng đường, cũng phát chán, hắn ta cảm thấy bị đám người thượng đẳng chà đạp. Cách duy nhất khiến hắn cảm thấy thoải mái chính là lại trà đạp, hành hạ Trần Giai Linh còn không phải tiểu thư danh giá hắn muốn cô ta tới phòng của sòng bài không phải vì hắn thiếu tiền mà vì ở đó có đồ chơi mà trần giai linh khẳng định không bao giờ quên được tôi muốn tới sòng bài thái thiên trình vũ lên tiếng gã đàn ông áo đen nhíu mày nhìn trình vũ tỏ vẻ không tán thành ông xem đi gì ông cũng không cho tôi chỉ muốn tới đó tìm vài cô em dù gì tiểu thư danh giá tôi không xứng chẳng lẽ vài cô em ở đó cũng không thể Trình Vũ bày ra vẻ mặt lưu manh. Gã đàn ông buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cũng không nên bó buộc Trình Vũ. Dù sao tới đó có ai nhận ra là chiến thần thì tai tiếng đổ lên đầu vị chiến thần thật kia. Không tổn hại gì. Được rồi. Được sự đồng ý của gã Trình Vũ nở nụ cười gian manh. Nếu gã ta biết hắn đi lần này chính là trà đạp vị Trần Tiểu Thư dòng chính của Trần Gia, thì chắc chắn gã ta không bao giờ để chuyện này xảy ra. Đáng tiếc, gã ta mãi mãi không ngờ, chỉ vì quyết định hôm nay của gã, đã tạo ra cục diện không thể vãn hồi. Đại gia tộc bí ẩn cũng vì đó mà tổn thất không nhỏ. Xa, nhớ phải về vào sáng mai, chiều mai chúng ta có tiệc gặp mặt. Gã ta thả trình vũ trước cửa sòng bài Thái Thiên, sau đó không quên dặn dò. Được được, nghe ông, tôi cũng chỉ ở đây, ông có thể tới bất cứ khi nào mà. Trình vũ tỏ vẻ đã biết. Gã đàn ông ra hiệu để xe chạy đi, người tài xế lúc này mới lên tiếng. "Ngài Mã, để hắn ta lung tung tùy tiện thế liệu có. Hắn làm được gì, tiền tài tiêu cứ tiêu, muốn chơi sao cứ chơi, chỉ cần không vấy bẩn người các đại gia tộc là được." Người được xưng ngài Mã nở nụ cười nguy hiểm. Trần Gia Linh lựa chọn bộ đồ kín đáo, trùng cả mặt, bước vào sòng bài thải thiên, cô ta rất sợ có người nhìn thấy mặt. "Dẫn tôi tới phòng 2022." Người lễ tân cũng nhận được thông tin khách phòng 202 sẽ có người tới, nên phân phố người dẫn Trần Giai Linh lên. Vì cô ta ăn mặc khá kín đáo, mà chỗ này lại vô cùng phức tạp, người kia khinh bỉ nhìn cô. Che gì chứ, lần đầu làm nghề sao? Cô phục vụ dẫn Trần Giai Linh bĩu môi nói. Tôi, không có, Trần Giai Linh đã bao giờ bị rơi vào tình huống này chứ? Nhưng cũng không thể nói ra thân phận, chỉ có thể nuốt xuống sự bực dọc này phòng 202 là phòng VIP, xem như cô gặp may rồi, khách sộp nha. Cô phục vụ kia còn có chút cảm thán nhìn Trần Giai Linh. Ai mà không biết sòng bạc Thái Thiên này không chỉ có đánh bạc, còn có dịch vụ nhạy cảm khác. Chỉ là sau này có thể lực mới tiếp quản. Không cho bọn họ ép buộc các cô gái ở đây đi khách. Trừ khi họ tự nguyện. Mà phòng 202 nổi tiếng là phòng VIP, vì ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Trần Giai Linh bước vào phòng 202, cô ta còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị không gian tối tăm bao phủ. Ánh đèn màu lập lòe không đủ làm cô nhìn rõ mọi thứ. Em tới rồi sao? Trình Vũ lên tiếng, giọng nói vô cùng dâm tà. Ngài nói xem, em làm sao không tới chứ? Trần Giai Linh cố gắng chấn áp sự ghê tởm mà nói. Giọng nũng nịu vô cùng, làm cho Trình Vũ muốn tan chảy. Lại đây, hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng, cảm giác như một vị vua. Lúc này, trong phòng đã lên đèn vàng, Trần Gia Linh nhìn rõ hơn mọi thứ, không gian vẫn hơi mở ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 150.